cô gái nhà quê lần đầu tiên vào kinh thành để xem náo nhiệt tình cờ lại va phải một sát thủ để bịt miệng hắn rút dao găm đâm vào ngực cô sau đó hắn kéo cung tên chuẩn bị ám sát ta phát hiện ra bí mật của họ phải tạo ra tiếng động để tự cứu mình nhận ra điều này cô quyết định liều lĩnh nhẫn đau rút dao găm ra và đá mạnh vào bình rượu tiếng vỡ làm kinh động thủy thủ đoàn gần đó cô cũng tìm được cơ hội sống sót muốn giết ta không dễ đâu có mai phục bắt hắn ta lại khi vụ việc bị phơi bày sát thủ lập tức bắn tên ra ngăn chặn kiếm đỉnh hầu bắt người đồng phạm cũng nhanh chóng rút châm phát đâm vào mục tiêu cần ám sát bên cạnh nhưng đã lỡ mất thời cơ tốt họ bị trói tay gấp gáp chỉ có thể tạm thời từ bỏ và giết chết cô gái một cái tác của sát thủ đã xuyên qua tim cô một cái tác của kiếm đỉnh hầu dù đã nhẹ tay nhưng với cô cũng là thêm dầu vào lửa không ngờ máu vừa dừng lại lại phát hiện cô còn bị đầu độc nghĩ đến việc hạ độc nặng như vậy chắc chắn là thấy mặt sát thủ vì thế kiếm đỉnh hầu ra lệnh dù bất kỳ giá nào cũng phải cứu sống cô và lấy ra thần dược tuyết thiểm hoàn nghìn năm giữ lại tinh khí của cô cùng với mưu sĩ của phủ tử minh vài ngày đêm cứu chữa mới cứu được mạng cô trở lại đừng giết ta khi cô gái mở mắt phát hiện mình đã ở trong phủ kiếm đỉnh hầu mặc dù đối phương tuyên bố sẽ bảo vệ cô nhưng mới vào đời cô không thể không cảnh giác vì thế cô không dám nhận lấy thang thuốc đối phương đưa nhưng thấy kiếm đỉnh hầu trực tiếp nếm thử thay cô kiểm độc đây là tuyết thiểm hoàn đây là thuốc cứu mạng dành cho hầu ra trên chiến trường cô đi lấy thìa khác mời thôi tiên sinh đến nữa Cô gái không ngờ, kiếm đỉnh hầu có lúc lại dự dàng tỉ mỉ đến thế, thế là ngoan ngoãn uống thuốc. Về việc tại sao lại xuất hiện ở Phương Lâm Uyển, cô đã nghĩ ra một câu chuyện, ta tên là Giang Từ, về từ châu thăm người thân, trên đường làm rơi gói hành lý. Cô nói rằng mình là lẻn vào Phương Lâm Uyển tìm đồ ăn, mới vô tình gặp sát thủ, nhưng vì sợ hãi, cô không tiết lộ thông tin về sát thủ, chỉ muốn sớm lành lặn để rời khỏi nơi phiền phức này. Thật ra Giang Từ chỉ là cô bé bình thường ở làng Giang Gia. Ước mơ lớn nhất của cô là thử hết món ngon trên đời và nấu cho sư phụ món cháo bất khổ đặc trưng không đắng. Ai ngờ ngày hôm đó sư phụ đột nhiên nhận ra nguy hiểm, liền đuổi cô ra ngoài. Danh tính sư phụ không hề đơn giản, luôn có chuông treo đầy rừng, nên nghe thấy động tĩnh liền trốn đi, rồi nhanh như chớp, giết chết kẻ không mời mà đến. Cung phu của cô rất giỏi, chỉ nhìn qua một lần quần áo của họ đã nhận ra danh tính, nội đình ti. Người của triều đình, làng giang gia đã không còn an toàn nữa, nếu tiểu tử theo ta, e rằng cũng sẽ bị phát hiện. Khi giang Từ trở về, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ và sư phụ đã ngủ say. Vậy là cô lẻn ra ngoài, tìm hoa linh cữu để nấu cháo bất khổ, không ngờ sư phụ không hề ngủ, cô đi rồi, sư phụ đã đốt sạch nhà cửa. Lần đầu tiên đi xa, Giang Từ rất hào hứng, nghĩ đến việc hoàng đế tổ chức lễ hội mừng sứ giả tự Ý quốc đến Hòa Đàm. Vì vậy cô cũng muốn đến xem náo nhiệt, nhưng khi đến đây mới phát hiện, nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, dù có cánh cũng khó mà vào được. Cánh chim không được, vây cá chắc chắn được, cô định đi đường thủy, liền đi vòng ra sau sân ai ngờ khi đang giấu gói đồ lại phát hiện con mèo nhỏ bằng đất sét và bức thư sư phụ gửi hóa ra sư phụ biết cô đang muốn xuống núi du ngoạn không còn ngăn cản nữa chỉ bảo cô ba tháng sau mang theo con mèo nhỏ đến gặp mình ai ngờ cô mới vừa lấy trộm một bình rượu trèo lên cây lớn liền gặp sát thủ và bị hắn cho uống một cây đoạn trường thảo nếu ngồi yên ta sẽ tha mạng cho người ban đầu sát thủ không có ý định giết chết cô một cách tàn nhẫn nhưng khi cô thấy một vũ nữ dùng mỹ nhân kế tiếp cận sứ giả một câu nói vô tình đã thúc đẩy cái chết của mình nhanh hơn thấy cô không hề có tình ý với đằng thụy khi ở trong sân sau lấy trộm rượu ta vô tình gặp phải cô ấy đối phương nghĩ rằng cô biết điều gì đó mới dùng dao đâm cô giờ đây tình trạng thương tích đã tốt hơn cô phải tìm cách trốn thoát nhưng không biết rằng sát thủ lại một lần nữa nhắm vào cô trên bề mặt cô đang thả diều giấy thực tế là đang tìm cơ hội để trốn thoát vì thế khi người hầu không để ý cô cố ý làm đứt dây diều không ngờ tất cả đều bị sát thủ nhìn thấy nói về cái hầu phủ nghiêm túc trang trọng này treo cái diều giấy lên cũng không đúng đắn, ta đi lấy nó xuống đây. Không được, Giang tiểu thư nguy hiểm đó, Giang từ từ nhỏ đã quen leo cây leo nhà, leo thang dễ như ăn kẹo. Vui vẻ leo lên mái nhà, ngay lập tức lợi dụng cơ hội cắt diều để lén quan sát tình hình trong phủ. Ai ngờ gác cổng nghiêm ngặt không thể chạy thoát, có vẻ chỉ còn cách tìm phương án khác thôi, nhất định không để cho mèo giấu mặt biết ta vẫn còn sống. Bất ngờ tiếng động khiến Giang Từ báo động lớn, kết quả phát hiện mèo giấu mặt mà cô thường nhắc đến đang đứng trên cây đối diện. Cô giật mình, không may trượt chân rơi xuống từ nóc nhà may mắn thay vào phút chót kiếm đỉnh hầu chạy đến ôm lấy cô cô mới biết lần trước để cứu mình đối phương đã bị thương ở cánh tay chỉ là thương tích ngoài ra không đáng kể giang tiểu thư không cần tự trách nếu không phải ta cố tình đi xem náo nhiệt cũng không bị mèo giấu mặt kia để ý mèo giấu mặt chính là tên trộm nhỏ ẩn nấp trên cây không chịu xuống nếu không phải mèo giấu mặt thì là gì chuyện sát thủ làm tổn thương cô vẫn còn rõ mồn một, một để tự bảo vệ cô không dám tiết lộ thông tin về đối phương vì thế trong lời nói có ý muốn ra ngoài đi dạo và chọn một học sinh yếu đuối dễ đối phó đi cùng. Ai ngờ kiếm đỉnh hầu đoán ra cô muốn rời đi cũng theo đến. Anh ta cố ý mời cô đến lãm nguyệt lâu để dự tiệc, chính là để dụ rắn ra khỏi hang, lợi dụng cơ hội bắt giữ sát thủ. Lần đầu tiên giang từ đến lãm nguyệt lâu liền bị một cô gái tên là tố yên thu hút. Bài hát của đối phương phần lớn kể về chiến tranh, mang đến sự tan vỡ của gia đình và cái chết của người dân khiến người ta buồn bã. Nhưng không ngờ lại có lúc chê bai mang lời nói xấu. Giang từ không chịu được rút kiếm ra bất bình, cầm táo ném qua, cô bé này, chán sống à, đây toàn là người trí thức nho nhã, hai vị đại gia chắc là lần đầu đến nơi cao quý như thế này uống rượu, không hiểu cách giữ gìn trang nghiêm. Nên ăn nói cẩn thận một chút, người này là ai vậy, sao lại bất lịch sự như vậy? Các thực khách xung quanh cũng lần lượt chỉ trích hai người vừa nói. Chuyện này bỏ qua không tính, sau đó cô gái Tố Yên đã đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn với cô và tặng cho cô một chiếc ngọc phỉ thúy như một món quà gặp mặt. Ai ngờ cô đã từ chối khéo léo, cô không thích ngọc này à? Ta thích sống không vướng bận gì cả, hơn nữa, ai nói thích cái gì thì nhất định phải có được, trên đời này ta thích nhiều thứ lắm, làm sao ta có thể chiếm hữu tất cả chứ. Hầu ra này có cô em gái dễ thương thế này từ đâu ra thế, rớt từ trên cây xuống ư? Lời này không sai, thật sự là rớt từ trên cây xuống, nhưng khi nói ra từ miệng Kiếm đỉnh Hầu, luôn khiến người ta cảm thấy buồn cười. Thật trùng hợp, thái tử cũng xuất hiện ở đây, do bị Trang Vương hẹn rồi không đến, nên anh ta đã cùng họ uống rượu ăn cua. Rất nhanh răng Từ đã say đến mức đầu óc quay cuồng. Được người ta dìu vào phòng thay quần áo, ai ngờ người hầu vừa quay lưng đi đã nghe thấy tiếng cô nhảy sông, không tốt rồi, Giang tiểu thư nhảy sông rồi. Khi kiếm đỉnh hầu đến nơi, người đã không còn đâu, trên bình phong còn có chữ để lại của đối phương, anh ta lo lắng dòng nước chảy xiết vào ban đêm sẽ nguy hiểm cho cô, lệnh cho người gấp rút tìm kiếm. Ai ngờ tiếng người rơi xuống nước lúc nãy là do Giang Từ ném đồ xuống, còn cô thì đã lẩn trốn dưới giường, chưa hề ra ngoài, cô định tận dụng cơ hội này để lẻn đi, tìm đồ chôn dưới gốc cây rồi đi tìm sư phụ nhưng không ngờ lại hoảng sợ phát hiện ra chiếc diều giấy của mình xuất hiện ở đây ngay sau đó một bóng dáng xuất hiện sau lưng khiến cô lông tơ dựng ngược cô có thể nói cho ta biết mèo giấu mặt là ai không cô liền thành tâm thành ý xin lỗi đối phương nhưng đối phương không những ấn mạnh vào vết thương mà còn trói cô lại và treo lên cây ngươi chỉ sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi nhưng nếu ta thật sự nói ra tại sao ta lại trở thành mồi nhử để ngươi bắt được trong đêm nay giang từ cảnh báo đối phương kiếm đỉnh hầu đã bố trí trận đấu lớn hắn chắc chắn không thể thoát được nhưng đối phương lại cho rằng cô đang bịa chuyện, cô không nói gì, bản thân cô thực sự không quen biết hắn, tại sao hắn luôn dính lấy cô không rời. Ai ngờ kiếm đỉnh hầu đã sẵn sàng xuất kích gần đó, hắn dùng tiệc cua làm mồi để dụ sát thủ xuất hiện. Vì thế khi Giang Từ ẩn nấp tạo ra vụ việc nhảy sông, hắn thấy cô dưới gầm giường và không lật tẩy. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, bùi diễm, kiếm đỉnh hầu, sẽ báo thủ cho ngươi. Ta và hầu ra không quen biết, nhưng hắn vẫn sẵn sàng dùng nguyên liệu thuốc tốt để cứu mạng ta, khắp nơi chăm sóc ta. Còn ngươi, chỉ là một kẻ tiểu nhân thông thường. Vì ngươi không hề khai ra ta, thì ngươi cũng không cần phải sống nữa. Ngay khi lời còn chưa dứt, sát thủ đã vung dao chém tới. May mắn thay, Giang Từ may mắn trốn được một đòn và quân của kiếm đỉnh hầu cũng đã kịp thời đến nơi. Dù vậy, đối phương vẫn lợi dụng sự che chở của đồng bọn để trốn thoát một cách khéo léo. Sau khi kiếm đỉnh hầu dùng khăn tay băng bó vết thương cho Giang Từ, anh nhắc nhở cô, sát thủ nhiều lần muốn lấy mạng cô, chắc chắn là cô nắm giữ một số manh mối quan trọng về hắn. Giang Từ cũng cảm thấy sợ hãi vì điều này và quyết định không đi ngay. Từ nay về sau, Giang tiểu thư không nên uống rượu say và đi lang thang nữa nhé. Hầu ra ngài thật là người tốt. Không ai biết rằng sát thủ đến đây là để cố ý gây rối. Mục tiêu thực sự của hắn thực ra là sứ giả đến từ Ý quốc để hòa đàm. Hiện tại, kiếm đỉnh hầu đã điều động lực lượng trường phong vệ đi hỗ trợ và lực lượng cảnh vệ đêm đã được dẫn dụ đi nơi khác. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để hành động. Giang Từ cũng nhận thấy điều bất thường. Hắn muốn giết ta dễ như ăn kẹo. Tại sao lại phải giày vò ta như vậy? lúc thì thưa dệt về ngày với ta lúc lại bảo ta viết di thư nghe những lời này kiếm đình hầu lập tức kết nối được các mối liên kết sứ giả từng nói ông ta từ lâu đã ngưỡng mộ bút tích của ngư đại sư thái tử cũng đã nói lý do trang vương không đến hẹn là do tại chùa ngư công phát hiện bút tích của ngư đại sư thế là lập tức dẫn người đi cứu người trong khi giúp sứ giả trốn thoát giang từ đã hết sức đẩy sát thủ ra kiếm đình hầu lợi dụng cơ hội bắn chúng đối phương muốn bắt hắn lại nhưng thấy có người chắn đòn giúp đối phương sau khi giang từ trở về cô liên tục nhớ lại các sự kiện gần đây cuối cùng nhớ ra đã thấy một vết sẹo hình lưỡi liềm trên tay đối phương nhưng không hiểu sao cảm thấy đau như bị mũi tên xuyên tìm xấu hà tỷ giang tiểu thư có chuyện gì vậy nhanh gọi hầu ra đến đây người sát thủ sát thủ kia làm sao rồi tỷ nhanh đi được được tuy nhiên cô chưa kịp nói ra manh mối thì đã bị độc phát và ngất đi không ai biết rằng sát thủ tại sao lại nhắm vào sứ giả của uy quốc hắn làm điều đó để giúp cha mình rửa sạch tội danh ngày đó cha hắn là chủ thành cũ của thành nguyệt lạc ai ngờ bị người vu oan giá họa đã giết tề vương đến hòa đàm trở thành tội đồ của toàn thành bị chém giết khi ấy hắn và chị gái được mẹ giấu vào trong tủ mới thoát được một kiếp tuy nhiên sau khi cha mẹ qua đời hai chị em vẫn phải chịu sự thù hận của bộ tộc không còn cách nào họ đành phải trốn đến đại lương để bảo vệ chị gái cũng như để rửa oan cho cha hắn đổi tên thành vệ chiêu để xem thêm đường vào mùi vị giống như cháo không đáng vậy ai ngờ lại bị quân chinh phục nô lệ của trấn viễn quân bắt đi xui xẻo hơn chị gái sau khi trở thành phi tần đã chết vì khó sinh. Trong thời gian này, hắn nhờ Quang Minh Ti leo lên cao vị, lập ra ám ảnh các, từ đó có được danh tính kép, một là làm việc cho hoàng đế, vệ chiêu, chỉ huy sứ Quang Minh Ti, tay chân tàn nhẫn, người còn lại là chủ nhân của ám ảnh các, Tiêu Vô Hà. Gần đây theo manh mối, hắn phát hiện sau khi Tề Vương chết, thuộc hạ của hắn, Vương Thế Thuyên, đổi tên đổi họ thành Đằng Thụy, trốn sang Úy Quốc làm quan, từ một viên quan nhỏ biến thành quốc trưởng Để dụ đối phương trở về làm rõ sự thật, hắn ra lệnh cho người phát tin tức về việc ghi chép các mỏ khoáng sản trong thiên hạ manh mối bản đồ thiên hạ giấu ở chùa ngư công đại lương cuối cùng đã dụ đối phương quay lại chính giang từ cô gái đó liên tục phá hỏng chuyện tốt của chúng ta ta sẽ đi giết cô ta ngay bây giờ hắn đã cho giang từ uống độc dữ dội ước chừng cô cũng không sống nổi nữa trong khi đó sư phụ của giang từ đã tìm được tố yên cô ấy đã nhờ cô truyền một việc vào cung làm cho nước càng thêm đục để có thể thoát thân hoàng đế khốn nạn ấy lại đối xử với bùi thị như vậy ta sẽ kéo lửa sang đó, để họ tự cắn nhau. Hóa ra Giang Từ vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê nặng, đã thấy con mèo nhỏ bằng đất của sư phụ bất ngờ xuất hiện trước cửa sổ. Cô vội vàng kéo thân thể nặng nề đi lấy, nhưng không ngờ một bàn tay đột nhiên siết chặt cổ cô, cô lại sống sót, thật khiến ta phải ngước nhìn. Cô liên tục phá hoại chuyện của ta, ta muốn xẻo cô thành ngàn mảnh để xoa dịu cơn giận trong lòng. Tiêu Vô Hà lần này đến là bởi vì chiếc túi của Giang Từ rơi vào tay hắn, qua lá thư hắn hiểu được một số chuyện về cô thế là dùng mạng sống của sư phụ cô để đe dọa cô, giữ bí mật, bí mật của sát thủ cho mình. Nhưng Giang Từ không muốn giúp hắn, liền nói dối rằng cô không biết gì cả. Tuy nhiên khi đối phương cho cô thấy vết sẹo trên tay, ánh mắt cô cố tình tránh né đã phản bội cô, cô quả nhiên nhớ rõ. Tiêu Vô Hà bây giờ không muốn giết cô, bởi vì sứ giả của Úy Quốc đã được kiếm đỉnh hầu đưa đến ở tại biệt viện của Bùi phủ, vì thế hắn bảo cô báo cáo mọi hành động của đối phương cho mình. Nhưng Giang Từ không thể phản bội kiếm đỉnh hầu, cũng không thể làm điều ác, cô không có bất kỳ khả năng nào để thương lượng với ta. Cơn đau nhức xuyên tim trên vết thương lại trỗi dậy. Giang Từ vận ra một mình mồ hôi, nhưng thấy đối phương đã làm nứt con mèo nhỏ bằng đất. Kiếm Đình Hầu cũng muốn sử dụng cô để từ cô tìm hiểu manh mối về sát thủ, anh ta quyết định xác nhận việc cô là cung nữ được sủng ái. Vì thế, anh ta gián tiếp để các cung nữ tiết lộ thông tin cho cô, ta nghe nói đấy, hầu ra vì cô gái Giang này, trước mặt hoàng đế còn đánh nhau với trang vương đấy. Hầu ra thừa nhận rằng lòng mình đã thuộc về cô, cầu hoàng đế chấp thuận nữa chứ sau khi nghe những lời này rồi thấy những thứ hầu ra tặng cô lầm tưởng rằng đối phương muốn cô đáp lại tình cảm không ngờ sau một hồi từ chối ẩm ý mới biết mình đã hiểu lầm hầu ra giải thích rằng việc anh ta thừa nhận cô là cung nữ được sủng ái trước mặt hoàng đế là một kế sách tạm thời và yêu cầu cô cùng anh ta diễn kịch trước mặt người khác nếu bị người ta phát hiện ra thì đó là tội khi quân vậy cô có sợ mất đầu không cô không lo cho bản thân sao ta nếu thế thì chạy thôi sư phụ ta đã nói ta chỉ là một con lươn thế giới rộng lớn thế bắt một con lươn đâu có dễ hầu ra chưa bao giờ nghe được câu trả lời thú vị đến thế nhưng trở lại vấn đề chính anh ta vẫn đề nghị cô giả làm cung nữ hàng ngày giang từ nghĩ rằng như thế vừa có thể tiện tay tìm hiểu tin tức vừa có thể giúp hầu ra đề phòng sát thủ liền đồng ý nhưng cô không ngờ rằng học những nghi thức cơ bản của cung nữ đã làm cô mệt mỏi không ít không hề biết rằng sát thủ đang theo dõi cô từ một cái cây xa thỉnh thoảng còn trêu chọc cô cô xin lỗi đừng chạm vào ta giang từ định nhặt cái bát lên nhưng phát hiện một khối tinh thể màu vàng sau khi nếm thử mới biết đó là đường. Cô bỗng nhiên lại nhớ đến ngày thả diều giấy đó. Sau khi bị đánh, Giang Từ lập tức nhận ra rằng sát thủ đang ở trên cây gần đó. Tuy nhiên, đối phương thực sự khó chịu khi thấy cô trốn vào trong nhà, hắn còn vẽ một con mèo đang nhìn cô trên tấm rèm. Giang Từ tức giận vô cùng, chỉ đành nghĩ cách lẻn vào biệt viện khác. Kết quả phát hiện ra vị sứ giả này không những rất dâm đãng mà còn kén ăn, thậm chí hàng ngày đắm chìm trong sắc đẹp, không hề suy nghĩ tiến thủ. Cô đã ghi chép lại đàng hoàng những điều này nhưng nghĩ đến cách đối phương chọc gẹo mình cô cũng muốn phản công ai ngờ vừa làm xong một cuốn sách giả ngay lập tức đã bị đối phương bắt và trói lại cô đã nghe qua một hình phạt gọi là hình phạt kiến chưa cô vẫn muốn ta tiếp tục theo dõi đằng thụy sứ giả úy quốc à ngươi không thể giết ta đâu tiêu vô hà thoa si rô đường lên mặt giang tử rồi vứt một hộp chứa kiến lên người cô nhìn thấy kiến sắp bò khắp người sắp chui vào trong người giang tử kinh hoàng đến mức phải thỏa hiệp và trung thực kể lại sở thích của đối phương ngày hôm đó sứ giả úy quốc nhận ra cô chính là cô gái đã cứu mình trong đêm bị ám sát và tặng cô một quả bầu ngọc để bày tỏ lòng biết ơn ai ngờ kiếm đỉnh hầu tựa như đang ghen tìm mọi cách muốn đổi lấy nó từ tay cô ta có một người cháu họ xa từ nhỏ số mệnh mong manh đã có vị cao nhân chỉ điểm rằng phải thường xuyên đeo một mặt dây chuyền bầu để trừ tà sau khi kể xong câu chuyện anh ta định lấy chiếc ngọc phỉ thúy bên mình để đổi nhưng giang từ lại nghĩ nếu anh ta muốn cứ tặng cho anh ta là được đang khi hai người đang lôi kéo qua lại thì mẹ của anh ta đã ẩn cư nhiều năm, vội vàng trở về, nhắc nhở anh ta phải coi trọng công việc lớn, anh ta chỉ có thể dập tắt mầm mống tình cảm vừa mới nhen nhóm. Khi cô gái đang rót rượu, bỗng nhiên thấy vết sẹo hình lưỡi liềm trên tay người đàn ông, lại y hệt vết sẹo của kẻ sát thủ đã giết mình. Ngay cả dáng vẻ đôi mắt cũng giống nhau, cô lập tức cảm thấy rét run, tim như ngừng đập, hóa ra là anh ta, tiểu tử, cung nữ được hầu gia yêu thích. Quả thật không giống ai, lần đầu gặp mặt đã làm như vậy, không phải anh ta là chỉ huy sứ được hoàng đế yêu thích nhất sao, làm sao lại thế này kiếm đình hầu tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho mẹ chỉ để giang từ nhận diện sát thủ vì thế khi thấy cô mất bình tĩnh liền nảy sinh nghi ngờ và vệ tam lang vệ chiêu chính là kẻ sát thủ họ đang tìm lý do anh ta vội vàng đến dự bữa tiệc này là bởi vì anh ta nắm giữ điểm yếu của giang từ quả nhiên sợ liên lụy đến sư phụ giang từ không dám nói ra sự thật lần đầu gặp gỡ chỉ huy sứ vệ như người đến từ đám mây tiêu vô hà mang mối thủ sâu nặng không thể không giả dạng danh tính vệ chiêu là màu ngụy trang của anh ta và giang Tử nhận ra rằng trước đám đông anh ta không dám hành động với mình nghĩ ra một cơ hội tốt để lấy lại con mèo nhỏ vì vậy khi biết rằng mệnh lệnh bắn chúng trong bữa tiệc chính là thứ cô giỏi cô đã khéo léo dẫn dắt trang vương khiêu khích đối phương cùng mình thi đấu trước mặt bùi diễm mà cô to gan đấy muốn phú quý thì phải mạo hiểm ngươi trả lại con mèo bùn cho ta nếu không ta sẽ nói với hầu gia ngươi chính là thích khách vậy chưa biết rõ sư phụ là điểm yếu của cô liền nói với cô rằng người của anh ta đã cầm con mèo bùn giang từ vội vàng đi tìm sư phụ của mình trong cơn tức giận không kiểm soát được lực trong tay đã làm vệ chiêu đau. Vệ chiêu bề ngoài tỏ vẻ không để tâm, nhưng lại muốn cô trở thành công cụ của mình. Anh ta vỗ mạnh lên bàn, bắn hoa cỏ trong bát lên khâu chung và hai người đã trình diễn một điệu nhảy khác thường. Mặc dù vệ chiêu bịt mắt, nhưng lại chính xác tuyệt đối, không mất bao lâu đã ngửi qua tất cả các loài hoa cỏ. Thực ra trong lòng cô đã có câu trả lời rồi, đừng cố thương lượng với ta, cô không có tiền đồ. Vệ chiêu nói không sai một từ nào tên của tất cả các loài hoa cỏ, mọi người đều nghĩ rằng anh ta chắc chắn thắng cuộc, nhưng không ngờ Giang Từ lại tận dụng kẽ hở của trò chơi, trò chơi chỉ nói là phải bịt mắt, không dùng lệnh bí mật, không được dùng tay chạm vào, nhưng không nói không được dùng đũa. Chỉ thấy cô dễ dàng nếm qua từng loài hoa cỏ và hòa với vệ chiêu. Nhưng vệ chiêu cho rằng mình đã mượn sức từ cô, liền thẳng thắn thừa nhận thua cuộc và theo thỏa thuận, để cô chọn một thứ gì đó từ người mình để lấy đi. Thôi thì giữ cái ước này lại đã, đến ngày nào ta thấy thứ mình muốn, lại đến xin chỉ huy sứ vệ thưởng cho. Được thôi. Vệ chiêu biết rằng mình đang trước mặt mọi người đòi hỏi của cải, mục đích chính là để lấy lại con mèo bùn. Anh không có ý định buông tay, nhưng Giang Từ lại không hiểu chuyện, vì thế nhân lúc kiếm đỉnh hầu rời khỏi bàn, cô đã ra hiệu cho anh ta. Chẳng lẽ hắn không theo tới sao? Một mình hẹn gặp ta, gan lớn thật, ta không tin ngài còn dám giết ta ở đây, đừng tưởng ta không biết cô đang định làm gì. Giang Từ cam đoan từ tận đáy lòng, cô chỉ cần đưa thứ đó cho cô, cô sẽ không nói gì và sẽ rời đi, nhưng lòng người khó lường, vệ chiêu sẽ không lấy mình và những người theo đuổi đã đánh cược sinh mạng của họ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà trêu chọc cô, dẫn dắt cô thể thốt ta, à, giang tử. thề với trang rằng sẽ giữ tất cả những điều liên quan đến mèo giấu mặt, những gì liên quan đến vệ đại nhân đều để chết trong bụng. sau khi cô thể xong, vệ chiêu lại bày tỏ rằng anh không sợ bất cứ lời nguyền nào, cũng không tin vào bất kỳ lời thề nào. nhưng điều cô nên quan tâm bây giờ là chuyện gì đã xảy ra ở phủ khiến cho kiếm đỉnh hầu phải đột ngột rời bỏ bữa tiệc. nghe thấy điều này, giang tử lo lắng chạy đi, và sau một hồi tìm kiếm cô phát hiện kiếm đỉnh hầu đang buồn bã nhìn bóng dáng mẹ mình trong nhà hóa ra năm xưa hoàng đế và mẹ anh mới là một đôi tình nhân nhưng vì quyền lực anh đã bỏ rơi cô và cưới người phụ nữ khác mẹ anh tức giận liền lấy cha anh nhưng vì anh sinh non từ nhỏ đã bị gọi là đứa trẻ hoang cô nghĩ người như thế có đáng thương không đáng buồn không cũng không thấy đáng buồn giang từ an ủi anh mỗi người đều có cách sống của riêng mình và cho rằng anh là người có trách nhiệm và dũng cảm luôn coi trọng tình thế chung nghe thấy điều này lòng kiếm đỉnh hầu ấm áp lần này hoàng đế dẫn binh đến là do tin vào lời đồn dung phu nhân vì bảo vệ con trai bèn ám chỉ rằng con trai là con của hoàng đế thực ra không phải từ đó đối phương rút quân ra đi nguy hiểm qua đi bữa tiệc cũng tan vệ chiêu cố tình va vào răng từ sau đó chuẩn bị chia tay mục đích của chuyến đi này đã đạt được hầu ra không tốt rồi biệt viện bị cháy biệt viện được bảo vệ nghiêm ngặt vẫn dưới mắt kiếm đỉnh hầu làm sao có thể bất ngờ bốc cháy kẻ chỉ vài ngày trước sứ giả của uy quốc ở phía tây phủ hầu đã bị chết cháy mặc dù tất cả bằng chứng đều cho thấy do anh ta ăn thịt cừu nướng xong không tắt được than hồng gây ra tai nạn nhưng kiếm đỉnh hầu và giang từ đều nghi ngờ trong lòng rằng đó là do vệ chiêu tiêu vô hà làm vì vậy họ hỏi anh ta về thời gian xảy ra vụ án tại sao không có mặt trong bữa tiệc sinh nhật ở phủ hầu lúc đó ta nhìn thấy bát cháo trên bàn tiệc sinh nhật chỉ muốn vào bếp sau tìm một bát cháo nóng để ăn lúc đó bếp sau có ai anh ta cố ý quay lại nhìn giang từ để cô bao biện dùng mình bởi vì vào thời điểm đó họ đang cùng nhau nói chuyện Giang Từ dù không muốn nhưng đành phải hợp tác với màn kịch của anh, ta thật sự đang ở cùng chỉ huy sứ vệ, ta còn nấu cháo cho anh ấy uống nữa. Vụ hỏa hoạn thật sự là do vệ chiêu lên kế hoạch, ban đầu theo lời hẹn của Giang Từ, chỉ để cô làm nhân chứng thời gian, giúp anh ta rửa sạch nghi vấn. Mèo giấu mặt đáng chết, vệ chiêu, kia, nếu ta có thể giúp hầu ra bắt được hắn, chắc chắn sẽ có cơ hội lấy lại con mèo bùn. Giang Từ muốn giúp kiếm đình hầu, liền tự mình đi tìm manh mối, ai ngờ vệ chiêu lại đột nhiên tìm đến như vậy. Vệ Chiêu cố tình dùng lời lẽ kích động Giang Từ để cô rơi xuống nước, mục đích là để kiếm đỉnh hầu tin rằng anh ta không biết bơi, từ đó tạo nền tảng cho những việc làm sau này. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của kiếm đỉnh hầu đối với Vệ Chiêu chưa bao giờ được xóa bỏ. Ta có một đối tượng nghi ngờ, đó là Tiêu Vô Hà của Thành Nguyệt Lạc. Vệ Chiêu, với bản lĩnh vững vàng, khi nghe thấy tên thật của mình vẫn không thay đổi sắc mặt, anh biết đối phương đang thử thách mình, liền giả vờ như chưa từng nghe qua. Nhưng Giang Từ, đứng bên cạnh, đã nghe hết cuộc đối thoại cô lập tức chuẩn bị một món cháo bất khổ đặc trưng của thành nguyệt lạc để thử nghiệm anh ta hương vị thật tuyệt đúng là động lại rất lâu vệ chiêu khen ngợi khiến giang từ vui mừng nhưng cô không quên mục đích chính của bữa ăn này nên cô nói với họ rằng mình đã đặt tên cho bát cháo này là bất khổ và lén quan sát biểu hiện của vệ chiêu chỉ huy sứ vệ anh cảm thấy cháo này thế nào quá ngọt ta không thích ăn ngọt vệ chiêu đáp nghe vậy giang từ đã phần nào hiểu rõ kiếm đình hầu vẫn muốn kiểm tra thêm nên đã cử vệ chiêu và giang từ cùng nhau thẩm vấn một thị vệ bị giam trong thiên lao đồng thời cử người theo dõi xem có gì bất thường giữa hai người họ nhìn thấy tín hiệu của kiếm đình hầu giang từ lập tức hiểu ý khi vào trong cô không nhịn được trách vệ chiêu vì đã khiến cô dính vào rắc rối tuy nhiên cuộc thẩm vấn này mang lại hai thông tin quan trọng thứ nhất trong khoảng thời gian xảy ra vụ án đồng mẫn từng thấy sứ giả ngồi cạnh cửa sổ ăn thịt thứ hai lúc tuần tra có cơn gió rất lớn thổi qua khu nhà phía sau giang từ đã mường tượng được hướng điều tra nhưng để giữ bí mật cô không nói cho vệ chiêu biết mà thay vào đó cô hẹn gặp riêng anh ta sau đó vệ chiêu lại để cho các đứa trẻ trong cái bang đánh lạc hướng người của kiếm đỉnh hầu nói đi tìm ta có việc gì anh là người thành nguyệt lạc giang từ nhận ra anh ta là người thành nguyệt lạc qua bát cháo vì anh ta nói rằng cháo quá ngọt bởi vì cháo bất khổ chính hiệu thực sự nên có vị ngọt lẫn chút đắng độc đáo như vậy là do trong đó có hoa linh cữu đặc hữu của thành nguyệt lạc chỉ những người đã thưởng thức cháo không đắng chính hiệu mới biết điều này thêm vào đó lần đầu gặp mặt khi anh ta định giết cô nhưng lại do dự khi thấy cuốn sách nguyệt lạc du ký trong lòng cô còn nữa người nguyệt lạc bẩm sinh đã có khuôn mặt tuấn tú anh cũng vậy cô vạch trần thân phận của anh chỉ để lấy lại con mèo bùn nhưng không ngờ rằng trong tay anh lại nắm giữ cả làng giang gia kết quả là đe dọa không thành cô còn bị anh lừa vệ chiêu đã sai khi nói rằng tiêu vô hà là chủ nhân của mình khiến cô tưởng rằng kẻ giết sứ giả là tiêu vô hà tin tốt là vệ chiêu đã đồng ý chỉ cần cô giúp anh ta rửa sạch nghi vấn anh sẽ trả lại con mèo bùn cho cô sau này nếu có việc không tiện nói cô có thể làm dấu chăng lúc đó ta sẽ tìm chỗ để gặp cô sau khi ta làm xong việc này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa cũng không còn gì để nói khi cô gái đứng dậy bỗng thấy chiếc hộp trang sức không biết từ khi nào đã bị mở ra ngay sau đó phủ bị quân cấm vệ bao vây trọn vẹn cô cũng bị bắt như một tội phạm cung nữ ti tiện cô có biết lỗi không dẫn đi cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn thấy cảnh tượng phủ hầu như người mất trí tình hình có vẻ không tốt. Kết quả thấy kiếm đình hầu cũng bị nhốt vào thiên lao, anh định vì một cung nữ mà. Chịu từ bỏ tất cả những gì đang có trước mắt sao, bệ hạ. Nhưng sự việc này lại không liên quan gì đến cô ấy, ta sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm. Ai nghe thấy những lời này cũng phải xúc động, huống hồ gì là kiếm đình hầu, người đã nhiều lần kéo cô từ cửa tử trở về. Và bây giờ lại một lần nữa ra mặt bảo vệ cô trước mặt hoàng đế, lòng răng từ làm sao có thể không cảm động. Cô biết người muốn hại kiếm đình hầu chính là vệ chiêu trước mắt, Vậy nên khi phát hiện vũ khí trên đất, cô đã lợi dụng lúc hắn không để ý mà đẩy mạnh về phía hắn, thử xem ai chết trước. Được thôi, cứ thử xem. Hai người quấn lấy nhau, nằm trong vũng máu nhìn chằm chằm vào nhau. Nguyên nhân của sự việc này bắt đầu từ chiếc bầu ngọc mà Giang Tử đã mất. Sau khi sứ giả Úy Quốc bị thiêu chết, theo tục lệ của đại úy, hôm nay phải làm sạch cơ thể cho người quá cố. Không ngờ Lôi Chấn vừa bước vào đền thờ, đã phát hiện một người mặc đen đang lục soát trên thi thể. Mặc dù người đó đã trốn thoát, nhưng lại để lại phi tiêu của trường phong vệ và trong miệng nạn nhân có chiếc bầu ngọc của giang tử anh ta nhận ra chiếc bầu ngọc xuất hiện có chút giả tạo nhưng vì đã không bảo vệ được sứ giả khi trở về nước chắc chắn sẽ bị trừng phạt vì vậy anh ta quyết tâm sẽ gỡ tội cho ý quốc bằng cách loại bỏ những quan chức lớn của đại lương đồng thời khẳng định rằng chính kiếm đình hầu và giang tử đã giết người trong nửa giờ rời bữa tiệc kia nửa giờ đó ngài đi đâu nửa giờ đó kiếm đình hầu và giang tử đã chứng kiến hoàng đế hẹn hò với mẹ mình nếu để tự minh oan đưa vị vua của một quốc gia ra trước công chúng sự nghiệp của anh cũng coi như kết thúc. Đồng thời anh cũng không thể nói ra sự thật rằng sứ giả úy quốc không chết bởi vì người đó đã được đưa vào nhà lưu du. Hoàng thượng và Lưu Ngọc đã giữ thế cân bằng lẫn nhau bấy lâu nay, căn bản không thể tiến lên và đưa người ra ngoài gây sự cố. Vệ chiêu đã thiết kế tất cả những điều này. Ý đồ chính là để cho hắn phải chịu thiệt thòi câm lặng, nhìn thấu mà không nói ra được. Bây giờ kiếm đỉnh hầu bị giam trong thiên lao, trường phong vệ cũng bị cấm quân canh gác. Hắn có thể cho người đưa sứ giả úy quốc ra khỏi thành, không ngờ kiếm đỉnh hầu vẫn còn giữ bài sau, cùng với một bức thư, lần lượt được người của thái tử phi đưa đến phủ hầu tình thế đã đảo ngược nhà thống lĩnh nhìn dáng vẻ của ngươi còn không biết hầu phủ bọn ta đã phạm tội gì lớn dung quốc phu nhân nói đùa bọn ta chỉ là bọn ta ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do bệ hạ phong xin hỏi ngài là quan bậc mấy phẩm cũng dám nói bọn ta ta với ta mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ tổng lĩnh cấm quân không dám thật sự đắc tội với đối phương vì vậy thái độ đã dịu xuống mệnh lệnh của bệ hạ là không cho phép người trong phủ hầu ra ngoài bây giờ là thái tử phi tìm người đến thăm ta chứ không phải ta sai người ra ngoài không tính là cưỡng chế mệnh lệnh chứ thả người đồng thời trong thiên lao giang từ đoán ra người trộm bầu ngọc là vệ chiêu vì vậy đã hét lớn gọi đối phương ra nhưng vệ chiêu lại cho rằng nếu không phải cô nói cho kiếm đỉnh hầu biết chuyện sứ giả úy quốc chưa chết mình cũng không vội vàng đưa người ra khỏi thành từ đó dần dần bày mưu tính kế tất cả hại hắn là ngươi chứ không phải ta ngươi cãi chảy cãi cối không có lý do gì ngươi đánh người ta mà không cho người ta đánh trả dịch phi ngươi làm gì đấy ngươi buông ta ra bây giờ ngươi đã là quân cờ bị loại tự nhiên không cần giữ lại nữa ngươi làm gì vậy ngươi buông ta ra người đàn ông trói cô gái vào ghế hình chỉ thấy anh ta đặt một tờ giấy dâu lên mặt cô gái vừa rót rượu vừa kết tội đối phương hại chết người thân của mình cùng với tờ thứ hai tờ thứ ba liên tục được dán lên hơi thở của cô gái càng lúc càng gấp gáp nhưng lòng hận thù của người đàn ông lại càng ngày càng dày đặc ngươi không giết bá nhân nhưng bá nhân lại chết vì ngươi giấy dâu từng lớp được dán lên mặt giang từ đã gần như không thở được cô chỉ có thể dùng sức lực cuối cùng ra dấu tay hình trăng mà họ đã thỏa thuận quả nhiên vệ chiêu nổi lên lòng thương xót cuối cùng đã cho cô một cơ hội cuối cùng ta đã để lại một bức thư trên thư viết rằng ngươi chính là người mặt bạc sát thủ và những thủ đoạn uy hiếp ta của ngươi cũng như bằng chứng ta để lại trên người ngươi giang từ hỏi anh ta có còn nhớ ngày hôm trước tại chợ cô ấy đã ngã một cái lúc đó cô ấy cố tình kéo anh ta để anh ta dẫm phải một số hạt giống của hoa ám dạ u lan loại hoa này một khi dính vào người hoặc đế dày rất khó để rửa sạch dù có rửa đi chỉ cần ngâm trong giấm trắng vẫn sẽ thay đổi màu và lộ ra và những bằng chứng này chắc chắn sẽ gieo vào lòng hoàng thượng và hầu ra một hạt giống không tin tưởng hạt giống này có thể rất nhỏ nhưng sẽ mọc dễ và nảy mầm trong lòng họ mở ra một khe hở khe hở này một khi hình thành tất cả âm mưu và kế hoạch của ngươi sẽ tan thành mây khói giang từ bày ra tất cả vì hiện tại phủ hầu đang bị cấm quân vây kín vệ chiêu không thể vào được chỉ cần hầu ra quay về sẽ biết tất cả sự thật vệ chiêu tức giận đến mức muốn giết cô ngay lập tức nào ngờ kiếm đỉnh hầu dù người trong lao nhưng vẫn có thể điều khiển mọi thứ không những qua sự giúp đỡ của thái tử mà giang từ được bảo vệ mà còn xin hoàng thượng ba ngày để tự minh oan và khi vệ chưa biết được tin tối hôm qua thái tử phi đã sai người đến thăm dung quốc phu nhân ông ngay lập tức nhận ra điều không lành thông báo cho hạ thúc hủy bỏ kế hoạch cướp bóc đúng tuy nhiên mọi chuyện đã không thể cứu vãn mặc dù lực lượng trường phong vệ trong thành bị kiểm soát nhưng hứa thống lĩnh người đóng quân tại thạch thành đã lặng lẽ canh gác bên ngoài thành khánh khang và rất nhanh chóng đã chém giết người đưa sứ giả uy quốc ra khỏi thành hạ thúc và hạ thẩm cũng bị bắt lại rốt cuộc là do ai chỉ đạo bắt cóc đằng đại nhân sứ thần uy quốc muốn giết thì giết tại sao phải làm ra vẻ nghe thấy lời này kiếm đỉnh hầu lạnh lùng ra lệnh người đánh họ bằng roi đây cũng là lần đầu tiên giang từ trực quan cảm nhận được khí thế sát phạt của đối phương cô ấy và họ có những trải nghiệm khác nhau không thể nhìn cảnh tượng máu thịt mơ hồ làm người ta đau lòng hầu ra ngài hãy dừng tay đi họ chỉ là một đôi vợ chồng già mà thôi kiếm đỉnh hầu thực ra có hai mục đích một là để họ thật thà khai báo hai là thử thách vệ chiêu đứng sau có phải một nhóm không vì vậy khi hỏi không có kết quả quyết định tiếp tục thi hành và lúc này của vệ chiêu không còn kiểm soát được bản thân nữa lập tức giả vờ làm người thẩm vấn tội phạm quy trước mặt hạ thúc cầm lấy không chế ta nhanh lên một kẻ hạ tiện lấy lòng trên lửa dối dưới ngươi có tư cách gì thẩm vấn ta hạ thúc không chịu cầm dao ông liền ra hiệu cho hạ thẩm ông coi họ như người thân không thể có chuyện ai ngờ hạ thẩm lao lên cắn vào tay anh ta rồi vừa bị kéo ra đã cắn lưỡi tự sát bà già hãy giết ta đi hạ thúc cũng quả quyết tự sát mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến mọi người đứng hình tại chỗ vệ chiêu đặc biệt đau lòng và tự trách anh đã hứa chỉ cần rửa sạch oan khuất ngày xưa sẽ giết vương thế quyên người giả danh sứ giả úy quốc để báo thù cho con gái họ nhưng ai ngờ chưa đến ngày đó họ đã hy sinh vì chính mình anh không thể lộ diện nếu không sẽ liên lụy đến thiếu chủ ta phải đốt sạch mọi thứ không được để lại dấu vết họ luôn coi trọng tình hình chung mọi việc vì anh nhưng anh chỉ có thể đứng nhìn không thể làm gì được vào tối hôm đó vì sứ giả uy quốc được cứu đã tổ chức tiệc mừng chỉ có vệ chiêu buồn bã cố gắng tỏ vẻ vui vẻ vì vậy anh đã dùng múa kiếm để bộc lộ lòng hận thù đối với đất nước này và nỗi đau vì người thân ra đi anh không biết giang từ đã chú ý đến anh suốt quá trình và đồng cảm với cảm xúc của anh sau khi chứng kiến cảnh tử vong thảm khốc của đôi vợ chồng ra đó giang từ luôn buồn bã không thể chấp nhận kiếm đỉnh hầu bắt sát thủ mà không quan tâm đến mạng sống người khác vì vậy cô đã lén đốt bức thư tiết lộ vệ chiêu là sát thủ và nấu cho anh một bát cháo bất khổ của quê hương vệ chiêu mất đi bốn người thân trong đau khổ không thể tự giải thoát khỏi cảm xúc tất cả tại cô gái hôi đó nếu không phải cô ấy nhiều lần can thiệp chúng ta làm sao lại bối rối như vậy đại nhân để ta đi giết cô ấy nghe lời này vệ chiêu mới nhớ lại sau bữa tiệc giang từ đã hẹn gặp anh như lần này anh đã cảnh giác đeo mặt nạ và giang từ nhận ra sự e rè của anh vội vàng giải thích không có ai xung quanh và đưa ra một bát cháo trước mắt anh anh có đói không ta đã nấu cháo bất khổ cô cuối cùng muốn nói gì giang từ kể cho anh ấy nghe hồi còn nhỏ cô đã nuôi một con mèo nhỏ nhưng sau đó con mèo không may mắc bệnh dịch hạch mèo cô đã leo khắp ngọn núi để tìm thảo dược cứu nó nhưng tất cả chỉ là vô ích vì thế cô rất hiểu cảm giác mất đi người thân của anh cô có hiểu cảm giác giết chết họ bằng chính tay mình không hiểu cảm giác nhìn người thân một người lại một người rời xa mình mà bản thân lại hoàn toàn bất lực thậm chí còn phải dùng mạng sống của họ để bảo vệ bản thân mình điều đó không phải lỗi của anh nếu không phải lỗi của anh thì là lỗi của ai anh càng nghĩ càng thấy khó chịu và đã đổ lỗi cho giang tử nếu không phải vì cô anh đã sớm thành công đưa sứ giả úy quốc ra khỏi thành bạn bè và người thân vẫn còn sống tốt ta đã nên giết anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp anh đó là do ta tự cao tự đại tưởng rằng có thể dùng cô để kiềm chế bùi diễm kiếm đỉnh hầu nhưng cuối cùng lại làm hại họ trong khi ta vẫn sống tốt đây sau khi bày tỏ hết cảm xúc giận dữ trong lòng anh vẫn tha cho cô ấy và anh đã ba lần làm tổn hại đến tính mạng của giang tử cô nên ghét anh sâu sắc nhưng lần này cô đã đốt bức thư đó. Có lẽ là ánh mắt của Hạ Thẩm lúc chết khiến cô nhớ đến con mèo của mình và vì thế đã an ủi anh. Cái chết của họ là để cho anh tiếp tục đi tiếp, rất nhiều người đã giúp anh, thậm chí không tiếc hy sinh mạng sống của mình, vậy thì những việc anh làm rốt cuộc cũng có ý nghĩa. Vì thế ta không cản anh, ngay cả vì những người đã chết. Nghe những lời này, vệ chiêu cảm thấy kinh ngạc, anh không ngờ cô lại có thể tốt bụng đến mức có thể đứng trên góc độ của mình để suy nghĩ vấn đề. Như một làn gió xuân thổi qua, làm sao có thể không khiến lòng người ấm áp? Vì thế anh đã thừa nhận danh tính của mình với cô ấy, cháu của cô. So với cháu bất khổ thật sự, còn xa lắm. Ta biết, vì không có hòa linh cữu. Sau khi trở về, vệ chiêu quyết định phản công kiếm đỉnh hầu. Anh ta dụ hoàng đế ngụy trang ra ngoài và để ngài thấy kiếm đỉnh hầu được lòng dân thế nào. Mưu kế này khiến hoàng đế càng thêm kỵ sợ kiếm đỉnh hầu, ngay lập tức cho ngài điều tra, giúp đối phương từ thất bại chuyển sang thắng lợi. Trường phong vệ, hứa thống lĩnh. Tối hôm đó, dung quốc phu nhân tức giận tột độ. Hôm nay tiếng nói của bách tính lớn đến thế, làm sao hoàng đế có thể bỏ qua cho ngài? Những năm này hoàng đế luôn đàn áp Bùi Thị, đàn áp Kiếm Đình hầu cũng có lý do của nó. Trong vụ án Tề Vương của năm xưa, có một cặp tỷ muội Yến Thị là nhân chứng then chốt, họ là sát thủ của nước úy giả làm cung nữ lẻn vào bên cạnh Tề Vương. Sau khi Tề Vương gặp sự cố, hoàng đế đã ra lệnh cho cha của Kiếm Đình hầu truy bắt tỷ muội Yến Thị, nhưng lại để họ trốn thoát. Sau đó, dù cha anh ta đã cố gắng tự minh oan, nhưng hoàng đế chưa bao giờ thực sự tin tưởng Bùi Thị chỉ khi nào tìm thấy tỷ muội yến thị mới có thể hoàn toàn xóa bỏ sự nghi ngờ của hoàng đế đối với bùi thị dung quốc phu nhân cho rằng giang từ đã làm mê hoặc trái tim con trai bà kéo lùi sự nghiệp của con trai hầu gia lập tức quỳ xuống xin mẹ đừng làm gì giang từ con hiểu rõ trong lòng ta có giữ cô ấy hay không đều là do con một người đàn ông dụ dỗ cô gái ra ngoài hẹn hò sau đó cố ý thực hiện những hành động thân mật trước mặt công chúng cô gái vật lộn đau khổ nhưng đối phương không chịu buông tay kết quả là khi con thuyền đi qua dưới cầu mọi người đều bị dọa ngốc chuyện gì đang xảy ra vậy nhìn thấy kiếm đỉnh hầu đổ xuống một cách thẳng thừng giang từ cũng rối bời cô không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy trong lòng cô kiếm đỉnh hầu luôn là một người đàn ông rực rỡ như ánh trăng vừa rồi anh ấy còn cùng cô thả đèn hoa làm nhiều điều thú vị trong khi mọi thứ vẫn bình thường không hề có dấu hiệu gì nếu mọi việc đã xong cô muốn đi đâu đi thôi nghe thấy lời này kiếm đỉnh hầu rất lưu luyến muốn giữ cô lại nhưng lúc này mọi người trên cầu đã chú ý đến anh và thu hút sự chú ý của những người xung quanh Kiếm đỉnh hầu được lòng dân nên được quan sát cũng là điều bình thường, nhưng lời nói tiếp theo của anh ấy lại khiến Giang Tử bị bất ngờ. Những gì cô vừa nói với ta, có phải là chiêu trò muốn bắt phải thả không? Hầu ra, ngài buông ta ra. Đúng lúc này, con thuyền đi vào gầm cầu, mọi người cũng hào hứng chờ đợi để ăn dưa, nhưng Giang Tử không ngờ rằng đối phương lại nhét một con dao vào tay cô và mạnh mẽ đâm vào người mình. Chưa kịp phản ứng, cảnh tượng này đã bị mọi người chứng kiến. Khi cô ấy vì ám sát quan lại triều đình mà bị nhốt vào ngục lớn, là ta đã say mê cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để giữ cô ấy lại, ta đã tự nguyện làm nô lệ, giam cầm tự do của cô ấy, cô ấy mới hành động như vậy. Kiếm đỉnh hầu đã gánh vác hết mọi tội lỗi vì bảo vệ giang từ mà thậm chí từ chức và giao nộp quyền binh. Mặt khác, khi vệ chiêu nghe tin thì vội vàng đến ngục, cô thông minh như vậy, bây giờ là không hiểu hay không muốn hiểu. Bùi diễm đã phạm tối kỵ của bệ hạ, chỉ có tạm thời giao nộp quyền binh mới có thể dập tắt cơn giận trong lòng bệ hạ, bảo toàn mạng sống của mình. Nhưng quyền binh này muốn giao phải có lý do chính đáng, vì vậy mới xảy ra chuyện hôm nay bây giờ hoàng đế đã thu hồi quyền binh tự nhiên sẽ cho kiếm đỉnh hầu một cơ hội tái xuất nếu cô yên tâm làm gián điệp của ta ta có thể xem xét tha thứ cho quá khứ anh ta là người như thế nào liên quan gì đến ta ta phải giữ gìn lương tâm của mình giang từ dù biết đối phương nhiều lần lợi dụng mình nhưng cô vẫn ghi nhớ ân tình cứu mạng của đối phương vì vậy dù thế nào cô cũng không làm chuyện đâm sau lưng kiếm đỉnh hầu đi thôi ta có thể đi được rồi sao không thì sao chẳng lẽ ta đặc biệt đến đây để khóc cho kiếm đỉnh hầu của cô sao Vừa ra khỏi cửa ngục đã gặp Đỉnh Hầu đến đón, dù sự việc đã giải quyết nhưng anh biết chắc Giang Tử chắc chắn sẽ tức giận, vì thế đã đưa cô về nhà. Vệ Chiêu nhìn theo bóng lưng của họ khi cùng nhau đi, trong lòng luôn cảm thấy kỳ lạ. Mặt khác, Đỉnh Hầu đã mua bánh ngọt ngon để tặng cho Giang Tử, nhưng sau sự việc này Giang Tử lại càng muốn rời đi. Nào ngờ bị đối phương phản đối với đủ loại lý do, thậm chí cuối cùng còn đưa ra lý do là hoàng đế. Họ nói rằng họ phải diễn tốt trước mặt hoàng đế, nếu không sẽ là tội khi quân, người phải diễn trước mặt bệ hạ là ngài, không phải ta. Hơn nữa ta đã đâm ngài một nhát, còn cần phải tiếp tục làm những việc này nữa không? Kiếm Đình Hầu sẽ không để cô ấy rời đi, vì thế trước tiên phải về nhà, nhưng Giang Từ ở nơi này thực sự là cảm thấy ngột ngạt. Cô nhìn những bông liễu trên trời muốn giành lấy tự do, vì vậy trước khi làm điều đó, cô nhất định phải tìm vệ chiêu để lấy lại con mèo nhỏ bằng đất sét. Trong khi đó vệ chiêu đang cầm hạt giống của hoa ám dạ u lan để thử nghiệm, vì Giang Từ đã từng nói, loại hoa này một khi dính vào người thì rất khó rửa sạch. Dù đã rửa đi, ngâm trong giấm trắng vẫn sẽ thay đổi màu và lộ ra vì thế anh ta muốn thử xem có thực sự như vậy không, không lẽ đang lừa ta sao? Đúng lúc này, một gián điệp bên ngoài bùi phủ truyền tin Giang Từ muốn gặp anh, kết quả người phục vụ vừa vào đã ngửi thấy mùi giấm nồng nặc, anh đang ghen à. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy lạ khi thấy Giang Từ và Kiếm Đình Hầu ở bên nhau, bởi vì anh đang ghen mà không biết. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng Giang Từ vì con mèo nhỏ mà xin anh, nhưng bây giờ con mèo nhỏ đối với anh không còn là thứ để đe dọa đối phương, mà là thứ anh không nỡ từ bỏ, vì thế đã từ chối, ta không nên đặt hy vọng vào người khác là ta không biết trời cao đất rộng nếu ta không đến khánh khang từ đầu thì sẽ không lún sâu vào bùn lầy cũng không khiến sư phụ của ta phải nguy hiểm vì ta giang từ đột nhiên chú ý đến điều lạ trên tay vệ chiêu vì thế đưa tay ra muốn xem nhưng không ngờ đối phương tránh né một cách không tự nhiên để ta suy nghĩ đã cô gái lén lút vào bếp và nhỏ một loại chất lỏng bí ẩn vào mỗi chén súp không nhiều không ít mỗi chiếc đều vừa vặn còn cố ý đổ bỏ một ly để đảm bảo không có sai sót trước khi người khác đến đã kịp thời giấu đi làm như vậy không tốt lắm nhỉ ta thêm vào là lan quân tử lan quân tử tính hàn trộn với rượu đỉnh nhiều lắm là làm họ bị tiêu chảy vài ngày trước đó giang từ vẫn không thể chấp nhận những gì kiếm đỉnh hầu đã làm muốn rời đi nhưng vì đúc tạo ti ở nam linh sản xuất một lô vũ khí kém chất lượng kiếm đỉnh hầu muốn tranh thủ dịp này về quê để điều tra sự việc này mong muốn quay trở lại triều đình giang từ lo lắng cho cơ thể anh ấy vẫn chưa hồi phục sau lần bị đâm trước đó quyết định sẽ đi cùng anh nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng kêu của một con mèo nhỏ anh đã đồng ý trả lại con mèo đất sét cho ta rồi à. Lần trước cô đã xin anh ta trả lại con mèo đất sét, anh ta đã do dự rất lâu tại nhà, cuối cùng vẫn không nỡ làm cô buồn nên đã mang nó đến. Lấy lại con mèo đất sét, cô định đi đâu? Giang Từ nói với anh về việc cô sẽ đi cùng Kiếm đỉnh Hầu đến Nam Linh, điều này là điều anh không ngờ tới. Kiếm đỉnh Hầu đã lợi dụng cô nhiều lần như vậy, nhưng cô vẫn có thể bỏ qua quá khứ, có vẻ không phải là ân tình thì cũng là tình cảm. Dù miệng nói muốn đi, nhưng lòng vẫn không thể quên Bùi Diễm nghe thấy điều này giang từ lặng lẽ chừng mắt nhìn anh một cái rồi đưa cho anh một hộp thuốc được chuẩn bị riêng cho anh tay anh dính hoa ám dạ u lan bôi cái này lên ngày mai sẽ khỏi thấy hộp thuốc vệ chiêu âm thầm vui mừng hóa ra trong lòng cô ấy cũng quan tâm đến mình nghĩ đến điều này anh càng không nỡ rời xa con mèo nhỏ trên tay vì vậy anh quyết định khởi hành đến nam linh không chỉ vì giang từ mà còn vì anh vô tình biết được kiếm đỉnh hầu cũng đang điều tra tung tích của hai tỷ muội yến thị vì thế quyết định sử dụng kế bắt trần tinh tinh ngõ hầu dần sau rồi lợi dụng sự không tin tưởng của hoàng đế đối với bùi thị và kiếm đình hầu dưới danh nghĩa hỗ trợ điều tra mà cùng khởi hành giang từ rất vui khi thấy anh ấy vì cô có thể tìm cơ hội lấy lại con mèo đất sét cuối cùng cũng có thể tự do trở lại tâm trạng giang từ thoải mái hơn nhiều ta cũng muốn cưỡi ngựa trời ngoài kia sương giá lạnh lẽo cơ thể cô yếu ớt phải cẩn thận kẻo nhiễm lạnh làm tổn hại sức khỏe đến mùa xuân năm sau khi hoa nở rực rỡ tiểu từ chắc chắn có thể cưỡi ngựa dùng roi quất nhận được lời chúc tốt lành từ thôi đại ca kiếm đỉnh hầu có ý muốn bảo vệ giang từ nhưng lại không cho cô không gian tự do cô tất nhiên không thích nói chuyện với anh ta anh ta chỉ có thể tìm vệ chiêu để giải tỏa sự ngượng ngùng ta đang nghĩ bàn tay cô gái giang trông có vẻ có thể đánh chết một con bò có vẻ như không liên quan gì đến sự yếu ớt cả hai người đàn ông này nói chuyện giang từ đều không thích nghe cô lập tức rót một cốc trà cố ý vượt qua tay của kiếm đỉnh hầu trực tiếp đưa cho thôi đại ca ngay sau đó lại lấy ra một hộp bánh do chính tay cô làm coi như họ không tồn tại cùng thôi đại ca chia sẻ kiếm đỉnh hầu bên cạnh chỉ có thể dùng trà để che giấu sự ghen tị hầu ra ngài gần đây luôn hò ăn đồ ngọt e là không tốt cho cổ họng ngài đừng ăn nhé vệ chỉ huy sứ ngài không thích ăn ngọt phải không dù không thích nhưng ta thực sự đói cho ta thử xem cảnh tượng chuyển đổi mọi người đã đến nam linh như những người trong dòng họ hoàng tộc họ chẳng coi kiếm đỉnh hầu ra gì không những không chào hỏi anh ta khi nghe nói anh ta từ chức vì giang tử họ còn lời ra tiếng vào chế nhạo cả anh và giang tử giang tử ban đầu định rời đi nhưng thấy vệ triều đã đứng ra, anh tuyên bố rằng dù kiếm đỉnh hầu có từ chức hay không, ngài ấy vẫn là trụ cột của triều đình. người làng là trưởng tộc, theo quy tắc phải thực hiện nghi lễ khấu đầu. anh ấy ngay lập tức tiết lộ danh tính của mình, ông trưởng tộc đã cao tuổi, mắt mờ không nhìn rõ, các người cũng không hiểu nghi lễ sao. ông ấy là bề tôi mà hoàng đế tin cậy nhất, ai dám xúc phạm? họ chỉ có thể ngoan ngoãn thực hiện nghi lễ. để dạy dỗ họ, giang từ giống như cảnh đầu tiên đã bỏ thứ gì đó vào, kết quả là ngoại trừ kiếm đỉnh hầu không có cháo để uống những người khác đều bị đau bụng. Sau đó Giang Từ và Thôi Đại Ca chạy ra ngoài và tách ra chơi riêng, nhưng tình cờ gặp vệ chiêu tại cùng một quầy hàng, ngài đang theo dõi ta à? Hình như ta đến trước cô mà, nhưng xét vì ngài vừa giúp ta giải quyết chuyện, thôi kệ, ai nói ta vừa giúp cô giải quyết chuyện, là ta giúp hầu ra giải quyết chuyện đấy. Vì đang nói chuyện về cháu, hai người bắt đầu bàn luận về cháu bất khổ. Vệ chiêu nhân cơ hội đề nghị, chỉ cần cô giúp anh ta lấy được cuốn sách giải mã thông tin liên lạc của trường phong vệ từ kiếm đỉnh hầu, anh sẽ nói cho cô biết hoa linh cữu chính yếu của cháu bất khổ mọc ở đâu cuối cùng sau một hồi nói đối phương kiên quyết không đồng ý cứ nói đi nói lại cô vẫn không thể bỏ được kiếm đỉnh hầu của mình sao đúng vậy ta không thể bỏ ngài đừng ăn nữa ta mang về cho hầu ra vệ chiêu không còn cách nào khác chỉ có thể nói cho cô biết hoa linh cữu mọc tại minh nguyệt cốc nơi đó tuy bốn mùa xanh tươi hoa nở rộ nhưng cũng là nơi chôn cất những người đã khuất vì nhớ thương người thân nên quanh mộ đầy hoa linh cữu ta chưa hỏi ngài đâu ngài tự nói với ta đấy đừng ép ta mua bán. Cô gái bất chợt muốn đi hái một ít hạt gạo hoang mà thử xem. Cô ấy vào hạt gạo hoang mà phát hiện ra điều kỳ lạ, bởi vì loại gạo này là thứ mà người dân nghèo khổ dùng để no bụng vào thời kỳ đói kém, nhưng tất cả các vùng đất ẩm trong phạm vi 10 dặm đã bị thu hoạch sạch. Vì vậy, cô ấy kết luận rằng nơi này dù có vẻ yên bình nhưng thực ra đang ẩn giấu những người đói khổ. Lần trước ta ăn cháo ở tiệm gạo cũng thấy lạ, tại sao lại dùng gạo cũ để nấu cháo, gạo cũ có gì không ổn sao? Nam Ninh là vùng đất giàu có cá và gạo năm nay lại có mưa nhiều, lúa tăng sản, vậy tại sao tiệm gạo lại để gạo mới không bán mà lại bán gạo cũ? Hóa ra trước đó khi Giang Từ và vệ trương ngoài kia uống phải gạo cũ chỉ nghĩ đó là sự tình cờ nên đã trực tiếp về phủ. Nhưng Kiếm Đình Hầu thấy hai người họ ở cùng nhau, đã ghen tức nên đã lấy áo choàng ra để khẳng định chủ quyền, tiểu từ chưa về, lòng ta không yên. Đã khuya rồi, cả đêm cô đã nói chuyện với Tam Lang và Tử Minh, giờ hãy về phòng nghỉ ngơi. Sau khi Kiếm Đình Hầu dẫn cô vào, ông đã hỏi về tình hình họ đi chơi, và khi nào họ trở nên thân thiết như vậy quan trọng nhất là cô có thích vệ chiêu hay không ta thấy tiểu từ và tam lang cũng như từ minh nói chuyện rất vui vẻ ta còn tưởng trong số họ có người làm cho trái tim cô rung động ta không có người trong mộng sau khi nhận được câu trả lời mình muốn kiếm đỉnh hầu lại để cô ngủ chung phòng với mình dù biết không ổn nhưng vì lý do từ trước là đã yêu cô nên dù không phải là điều đúng đắn nhưng giang từ vốn là người tốt bụng nên đã đồng ý giang từ à cô vẫn còn đó chứ vẫn ở trong đó một cảm giác ghen tị dâng trào khiến lòng người chịu nặng trong vài ngày tiếp theo một vài người giả vờ làm khách du lịch để điều tra kín đáo nhưng không ngờ toàn bộ nam linh yên bình như thể có ai đó đang âm thầm điều khiển may mắn thay giang từ đã phát hiện ra sự tồn tại của những người đói khổ chỉ cần theo dõi manh mối này điều tra chắc chắn sẽ lôi được củ cải ra khỏi bùn tuy nhiên khi giang từ muốn cùng hành động lại bị kiếm đỉnh hầu từ chối lần này cô làm rất tốt nhưng vụ án phức tạp phía trước không rõ ta không thể để cô vào tình thế nguy hiểm hãy ngoan ngoãn ở lại trường phong viện đừng gây thêm rối mỗi câu nói của kiếm đỉnh hầu đều vì tốt cho cô nhưng giang từ lại không thể nào vui lên được cô từ nhỏ đã sống ở nông thôn nên hiểu rõ một bữa cơm quan trọng thế nào đối với người dân thường bây giờ có nhiều người không có cơm ăn cô làm sao có thể ngồi yên được bỗng nhiên cô phát hiện không biết từ khi nào vệ chiêu đã đến bên cạnh đang nhìn cái gì vậy vệ chiêu theo ánh mắt của cô tiến đến trước một cái lồng bánh và cái nhìn của anh ta bị thu hút bởi một số chiếc bánh màu đen đây là bánh gạo gạo hoang dù sao cũng không vào mắt vệ đại nhân không cho cô tham gia là quyết định của hầu gia của cô, sao lại tức giận với ta? Vậy chưa biết cô lo lắng cho người đói, vì thế đã nói với cô kiếm đỉnh hầu để anh ta điều tra về người đói khổ, trong khi kiếm đỉnh hầu tự mình điều tra tiệm gạo là bởi vì tại Nam Linh Bùi Thị có ảnh hưởng lớn, phức tạp và rắc rối, kiếm đỉnh hầu cũng không chắc chắn vụ án người đói có liên quan đến Bùi Thị hay không, vì vậy ông ấy phải kiểm soát chặt chẽ quyền điều tra tiệm gạo. Ý anh là hầu gia điều tra tiệm gạo, ý định bảo vệ Bùi Thị chứ không phải sống chết của người đói. Nếu là anh, anh có dốc sức không? anh chắc chắn sẽ dốc toàn lực bởi vì đã từng cảm thông nhưng giang từ không nói gì chỉ gắp chiếc bánh ra và cố ý rắc đường lên vệ chiêu tưởng rằng cô đang tức giận vì thế anh tiến lên hỏi nhưng thấy giang từ tức giận đưa chiếc bánh vào tay anh cô thấy vệ chiêu ra ngoài liền vội vào phòng dĩ nhiên là tận dụng cơ hội anh ta điều tra hết mình để tìm cách lấy lại con mèo đất sét ngay khi người đàn ông vừa đi cô gái bắt đầu suy nghĩ nhưng đã lục tung cả phòng mà vẫn không tìm thấy thứ cần tìm bỗng nhiên sự xuất hiện của một con mèo nhỏ khiến cô thấy có hy vọng nhưng hóa ra chỉ là một con mèo đường, không có mặt mèo, hài lòng chưa, ngài lại trêu chọc ta. Đồ của Bùi Diễm cô không dám động, đến đồ của ta, cô lại lục lọi thoải mái. Con mèo đất sét vốn là của ta, ta đến tìm đồ của mình có gì là không được, ngược lại mới là anh, có ý đồ không trong sáng, đến Nam Ninh không phải để điều tra, càng không thể hết mình. Trong ấn tượng của Giang Từ, vệ chưa luôn là người thận trọng từng bước, vì vậy cô đã sớm tin rằng anh không làm việc gì không có lợi cho mình. Vì họ đều không thật lòng giúp đỡ người đói, nên cô quyết định tự mình điều tra. Ta không phải không hết lòng, sắp tới vệ chiêu sẽ đưa cô đến một ngôi đền hoang phía tây thành, nơi mà những người đói mất tích đều bị giam giữ ở đó. Còn tệ hơn, người giám sát coi họ như chó, tùy ý đánh mắng, đánh chết mày đấy, đừng đánh em trai ta, đánh chết mày, cậu bé ăn xin. Chứng kiến cảnh này, vệ chiêu giận đến nghiến răng, vì anh và cậu bé có cùng hoàn cảnh, khi còn nhỏ bị người ta bắt nạt, chị gái cũng đã bảo vệ mình như vậy. Vừa định tiến lên thì bị Giang Từ kéo lại, cô tự tin nói với anh rằng chiến thuật vòng vo cũng có thể làm rõ tình hình bên trong, đừng động. Giang Từ rất nghiêm túc vẽ lên mặt anh một lớp trang điểm giả cách xin ăn, quét một vòng 360 độ, mới cảm thấy hài lòng, ta nói sao nhỉ không đúng lúc nãy, bây giờ thì tốt rồi. Có lẽ cô không chú ý đến ánh mắt đáng thương của vệ chiêu, đành phải miễn cưỡng hợp tác với cô diễn kịch, cho chúng ta chút gì đó để ăn đi, chúng ta đói chết mất. Không có, không có, cho chúng ta cái gì ăn cũng được, đi đi, đồ thừa cũng được, không, cái này có thể cho chúng ta không. Anh ăn cái này đi, chẳng ngờ tâm trạng vừa đạt được cậu bé tốt bụng đã ngắt lời anh anh tự hào khoe với giang từ khả năng của mình đúng lúc này ca đã cắn câu lập tức dụ họ đến ngôi đền hoang nơi họ vừa rồi đến các người là ai tại sao lại nhốt chúng ta ở đây nói nhiều làm gì xin lỗi đại nhân ông tha cho chúng ta đi lần sau chúng ta không dám nữa vệ chiêu không đồng ý với cách thức mạo hiểm để tìm hiểu thông tin này của cô nhưng điều quan trọng bây giờ là phải hỏi người đói về tình hình tuy nhiên khi thấy những người đói nằm khắp nơi thoi thóp trên mặt đất anh cảm thấy rất đau lòng. Ai ngờ tiếng nói đột ngột của Giang Từ đã làm anh giật mình, không ngờ, đám cháy ở nhà đã thiêu rụi tất cả. Cha mẹ và con cái ta đều chết hết, chỉ còn lại ta và chồng ta lưu lạc ngoài đường, chúng ta chỉ muốn ăn no, sao lại khó thế này. Tuy nhiên, trong năm đói kém, việc đổi con lấy lương thực, những lời này đối với họ chỉ như là gãi ngứa qua chiếc ủng, vệ chiêu, người đã trải qua tất cả điều này. Anh biết điều gì sẽ thực sự hiệu quả với họ, vì vậy anh đã lấy chiếc bánh trong lòng ra và trao đổi tin tức với họ kết quả biết được những người giam giữ họ là thuộc hạ của thứ sử lý do họ bị giam giữ ở đây là để tránh cho vệ chiêu và những người khác nhìn thấy sau khi ăn ủi cô vài câu vệ chiêu quyết định tạm thời rời đi đột nhiên một người phụ nữ mắc bệnh hoa liễu đã thu hút sự chú ý của giang tử cô muốn đưa người này đi cùng nhưng việc này rất có thể sẽ gây ra bất ổn vì vậy cô đã bất chấp sự phản đối của vệ chiêu và kiên quyết ở lại cô và cô ấy không quen biết ở đây có nhiều người lắm cô không thể cứu hết được cứu được một người là một người hơn nữa cô ấy cũng là nhân chứng ngài và hầu gia hãy cố gắng điều tra khi đó có đủ chứng cứ và nhân chứng thứ sử nam linh cũng không thể chối cãi ta ở lại đây có thể phối hợp với các anh từ trong ra ngoài vệ chiêu thực sự lo lắng nên đã để lại lệnh bài của mình cho cô bảo cô nhất định phải đợi anh trở lại trong khi đó phía kiếm đỉnh hầu phát hiện ra lương thực ở kho lúa phía đông và phía tây đều là cát sỏi gạo của tám tiệm gạo lớn đều là gạo cũ hành tung của họ bị người của tộc trưởng bùi thị phát hiện đối phương lo lắng họ sẽ phát hiện ra hành vi tham ô của mình nên ra lệnh ngay lập tức xử lý những người đói dù giang từ đã cùng người phụ nữ hoa liễu ẩn nấp dưới bàn cúng nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện trong cơn hoảng loạn cô đã giải những thứ trong túi hoa ra và nhanh chóng nhét túi hoa xuống dưới tấm đệm nhưng cô có thể đã mất mạng tại đây vệ chiêu khi vệ chiêu đến nơi thì đã muộn nhưng anh ta đã suy luận ra tình hình lúc đó qua các dấu vết hiện trường ta là người của chỉ huy sứ quang minh ti dám động vào ta các ngươi dám chọc giận quang minh ti không sợ họa sẽ đến họ nhất định sẽ đưa giang từ và những người đói còn sống đi trước đúng lúc này vệ chiêu phát hiện ra túi hoa dưới tấm đệm và bên trong chính là hoa ám dạ u lan mà anh rất quen thuộc cô gái bị bắt cóc bỗng nhiên nhận ra gã đàn ông to lớn trước mắt này đã không còn dự định giữ cô lại đến ngày mai cô vội vàng tăng tốc độ đôi tay nhưng đối phương không cho cô cơ hội may mắn thay vào lúc này sợi dây thường bị đứt cô mới tranh thủ được một tia sinh mệnh ai ngờ rằng không có lối thoát ngay cả vệ chiêu ngươi cũng không sợ sao một vị chỉ huy sứ làm sao lại quan tâm đến sự sống chết của một tỷ nữ tại sao không người đeo mặt nạ đã đánh răng từ rơi xuống giếng vệ chiêu cũng không quan tâm tất cả mà nhảy xuống ngay sau đó ôm giang từ và nắm lấy dây thừng như một anh hùng cứu mỹ nhân bảo vệ cô trước ngực mình tuy nhiên theo sự rơi của dây thừng anh ta đã đập mấy lần mới dừng lại ngài đã thấy manh mối ta để lại cho huynh chưa dịch phi cứu ta dịch phi nghe thấy tiếng động mới phát hiện chủ nhân trong giếng và ngay lập tức quay tay cầm bánh xe kéo hai người họ lên vào lúc này những tên bắt cóc trong sân đã bị kiểm soát kiếm đỉnh hầu cũng vội vàng đến tiểu tử cô không sao chứ có bị thương không không sao, thấy Giang Từ an toàn, trái tim treo lơ lửng của Kiếm Đình Hầu mới được thả xuống và ngay lập tức vội vàng choàng cho cô chiếc áo choàng và ra lệnh cho người đưa những người trong sân xuống chờ xử lý. nhưng bỗng nhiên thấy Giang Từ chạy về phía gã đàn ông to lớn vừa rồi và lấy lại lệnh bài từ eo mình. cô cẩn thận lau đi lau lại nhiều lần với quần áo trông rất trân trọng. mới chú ý đến Kiếm Đình Hầu đang đứng bên cạnh nhìn cô một cách nghi ngờ. vì vậy vội vàng giả vờ không quen biết lắm. cảm ơn chỉ huy sứ vệ chiêu đã ban thưởng. Giang tiểu thư, không sao là tốt rồi phần thưởng. Giang Tử không dám nói với anh ấy rằng chiếc lệnh bài này là vệ chiêu lo lắng cho sự an toàn của cô. Anh ấy vừa mới cho cô, nên cô đã nói dối rằng đây là phần thưởng khi cô thắng trong cuộc thi đoán cỏ, đánh bại đối thủ. Tam Lang không cần để bụng, tại sao Tam Lang lại sử dụng giấm để tìm manh mối của tiểu tử. Không phải Giang Từ cố ý giấu dến, mà là một khi giải thích rõ ngọn ngành của sự việc, danh tính của vệ chiêu có thể bị lộ. Khi cô đang lo lắng về vấn đề này, vệ chiêu đã khéo léo lấp liếm qua. Bây giờ, khi chứng cứ và nhân chứng đã sẵn sàng, công đường sắp được mở, Giang Từ muốn đến, nhưng lại bị kiếm đỉnh hầu từ chối. Ta đã để đồng mẫn đưa cô về trường phong ổ tìm một đại phu để kiểm tra toàn diện cho cô, nhưng ta cũng là một nhân chứng. Vậy chưa biết điều Giang Từ lo lắng nhất là những người dân đói khổ, vì vậy anh ta tiến lên giúp cô thuyết phục đối phương. Có thêm một nhân chứng, một miệng nói không bằng để Giang tiểu thư đi cùng. Rất nhanh, sổ sách của Đúc Tạo Tuyên Nam Linh và sổ sách của tám tiệm gạo lớn đã được kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Nhân chứng trước đây bị giam giữ trong đền hoang cũng đã được đưa đến đại sảnh với chứng cứ và nhân chứng đầy đủ cùng với thái độ quyết liệt của kiếm đình hầu cuối cùng quan lại nam linh đã từ bỏ sự vùng vẫy các ngươi không biết đừng nói là tám tiệm gạo nam linh hay đúc tạo ti nam linh mà là từng cọng cỏ từng tấm lá ở nam linh đều mang họ bùi hóa ra từ lâu họ bùi đã âm thầm nắm giữ các ngành nghề ở nam linh vì vậy đúc tạo ti nam linh có cái hư danh đúc tạo ti hoàng gia thực tế đã bị ăn mòn từ lâu chỉ còn lại một bộ xương khô tuy nhiên không có tiền không có vật liệu nếu công trình bị trì hoãn tất cả mọi người đều phải rơi đầu. Vì vậy, quan lại Nam Linh đành phải đi xin giúp đỡ từ bùi tộc trưởng, kết quả là đối phương yêu cầu anh ta mua vật liệu kém chất lượng và trộn những vũ khí đó vào giữa những vũ khí tốt. Cho đến khi sự việc bại lộ, họ bùi khẩn cấp yêu cầu 8 tiệm gạo lớn chuyển bạc để xoay vòng. Quan lại Nam Linh đã đổ hết trách nhiệm lên người thợ thủ công, nhưng sau khi mỗi tiệm gạo lớn đưa ra 500.000, họ tự nhiên không còn tiền để mua gạo mới. Để tránh sự nghi ngờ, họ đã điều chỉnh một số gạo cũ từ các kho lớn, lừa dối thiên hạ nhưng người nghèo không muốn trả giá gạo mới để mua gạo cũ, nên họ đã ra đồng quê hái gạo giã hoặc để vượt qua khó khăn. Số lượng người đói trong thành ngày càng nhiều, gạo giã hoặc cũng đã bị hái sạch. Các người đơn giản là nhốt tất cả những người đói lại, rồi nhẫn tâm giết họ. Bây giờ tất cả sự thật đã rõ, về vấn đề họ bùi, giao cho kiếm đỉnh hầu điều tra làm rõ. Còn Giang Từ lo lắng cho những người đói giống như cô gái bị bệnh hoa liễu mà không được điều trị, nên đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ kiếm đỉnh hầu, cô gái này thật đáng thương, tiểu tử, đưa cô ấy về phủ đi. Những người ở đền hoang kia, những điều khác hãy bàn sau. Kiếm Đỉnh hầu vội vã trở về, nên không chú ý đến tâm trạng buồn bã của Giang Tử. Còn cô gái bị bệnh hoa liễu, cơ thể đã yếu đến mức không thể đi lại. Giang Tử vừa định cõng cô ấy thì bị Vệ Chiêu vội vàng kéo sang một bên và để thuộc hạ thay thế cõng cô gái về. Tiểu Tư nói: Những người đói ở đền hoang nhớ xử lý cẩn thận. Vâng, còn về vụ việc vũ khí, anh ta cho rằng chỉ cần xác định là do tham ô là đủ. Kẻ tham còn có một lối thoát, phản chỉ có con đường chết sau khi vệ chiêu cứu giang từ ra khỏi giếng anh ta cũng bị thương đến khuya khi không còn ai anh mới cởi áo ra để kiểm tra vết thương nhưng không ngờ rằng giang từ lại mang theo hộp thuốc bước vào giang tiểu thư mới vừa thoát chết không ngủ giữa đêm khuya mà lại đến đây là để lén lút ngắm cảnh xuân à vậy anh có cho ta xem không anh không ngờ giang từ sẽ trả lời như vậy một lúc lâu mới phản ứng lại giang từ chỉ cười rồi từ hộp thuốc lấy ra ba lọ thuốc mỡ đây là những thứ cô đặc biệt xin cho anh này anh không lẽ để ta bôi cho anh chứ cô chỉ đùa dẫn với anh một cách vui vẻ nhưng vẻ quyến rũ ấy làm ai không mê muội chứ huống hồ vệ chưa luôn âm thầm thích cô tốt thôi vậy phiền giang tử thư vậy câu trả lời bất ngờ khiến giang tử hơi hoảng nhưng biểu cảm của đối phương lại rất nghiêm túc cô chỉ có thể nhắc nhở mình rằng đây chỉ là nghĩa vụ của một người làm y nhưng khi nhìn thấy những vết thương lòng cô rất đau xót cô lặng lẽ lấy thuốc mỡ tan chảy trên lòng bàn tay và từ từ thoa lên vừa quan sát biểu cảm của anh vừa nhẹ nhàng xoa bóp khá lâu sau khi xác định anh đã ngủ giang từ lặng lẽ kéo áo anh lên nhưng điều này cũng cho cô cơ hội quan sát kỹ lưỡng nhìn thấy anh thật sự rất dễ mắt người này rõ ràng có khuôn mặt đẹp như hoa sao lại có một trái tim dữ tợn như yêu quái cô không biết trái tim dữ tợn ấy đã gánh chịu bao nhiêu oan khuất và hận thù mọi chuyện lại như vậy một thiếu chủ cao cao tại thượng lại bị người ta đối xử như nô lệ một cách tàn nhẫn nếu không tàn nhẫn làm sao có thể trở thành chính thần được hoàng đế tin tưởng nhất làm sao báo thù và bảo vệ người dân tộc mình may mắn thay bây giờ có sự xuất hiện của Giang Tử mới làm cho trái tim đã lạnh giá từ lâu của anh ấy trở nên tươi mới trở lại. Đúng lúc này, Giang Tử đang bối rối trở lại bình tĩnh, nhanh chóng che mắt đối phương mới làm đứt quãng không khí mờ ám. Dưới danh nghĩa bôi thuốc, để có cơ hội gần gũi, thôi thì để cậu ta nói cho đã miệng đi, Giang Tử tức giận nói với anh ta. Chỉ cần chờ đến khi vụ án vũ khí kết thúc, giúp những người đói đòi lại công bằng, cô sẽ lập tức rời xa họ. Nghe thấy điều này, vệ chiêu lập tức căng thẳng, anh hỏi cô định đi đâu, nhưng Giang Từ lại hiểu lầm là nói về hiện tại. Vì vậy vừa rửa tay vừa trò chuyện với anh, hoàn toàn không chú ý đến sự thất vọng của anh. Cô định đi à, đợi ngài trả lại con mèo bùn cho ta, ta mới có thể đi. Nghe thấy điều này, trái tim căng thẳng của vệ chiêu lập tức được giải tỏa, chỉ cần anh giấu con mèo bùn thật kỹ, anh vẫn có thể gặp cô. Nhưng bất ngờ Giang Từ đưa cho anh một chiếc khăn, mèo giấu mặt sắp biến thành con mèo hoa rồi. Vệ chiêu rất ngoan ngoãn nhận lấy khăn lau mặt và sự dịu dàng này khiến Giang Từ rất hài lòng. Ngay sau đó, Cô hỏi về tình trạng của những người đói, nhưng bất ngờ biết rằng những người đói chỉ là mồi nhử mà các thế lực khác dùng để lôi kéo sự chú ý đến họ bùi, thực tế không ai quan tâm đến sự sống chết của họ. Bùi Diễm, Kiếm đỉnh Hầu không giúp họ, cô thất vọng lắm à, ta không có tư cách để nói về lòng vị tha của người khác, chưa nói đến hy vọng hay thất vọng. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng hết sức, trong khi đó, một mặt khác, Kiếm đỉnh Hầu tìm thấy cơ hội để xáo trộn lại. Ngay lập tức tại bữa tiệc rượu, anh ta giả vờ say rượu nói mê sảng, dối trá rằng hoàng đế chuẩn bị hỗ trợ người mới của bùi thị, thay thế anh ta nắm giữ bùi thị và trường phong vệ. Vì vậy, ngày hôm sau, những người của họ bùi liền đại nghĩa diệt thân, tranh nhau tố cáo lẫn nhau về tội ác của mình. Từ đó, họ bùi nam linh không còn có được vẻ vang như ngày xưa. Động thái này tưởng chừng tự hại mình 800, nhưng thực tế lại được lợi rất lớn. Bây giờ kiếm đỉnh hầu dưới danh nghĩa tham ô đã loại bỏ họ hàng, không những không cần tự mình xuất hiện mà còn loại bỏ được những nguy hiểm lớn đối đầu với mình đồng thời cũng giải quyết được sự e ngại của hoàng đế đối với lực lượng của Bùi Thị, vì vậy việc được phục chức cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thật sự là mưu mô quá đỗi, Bùi Thị ăn gan gấu mật báo mới dám tham ô lên đến đúc tạo ti của hoàng gia. Vụ án vũ khí này không chỉ đơn giản là tham nhũng, cô gái vừa rời tàu liền phát hiện hàng chục người đàn ông to lớn bao vây họ. Cô vội vã ném cái rổ che qua lại, nhưng không ngờ lại càng kích thích bản năng trả thù của đàn ông. Cô nô tỳ bé nhỏ này có chút bản lĩnh đấy, ngươi làm gì đấy? Ta nghi ngờ các cô ẩn náu tội phạm, cần một con tàu con tàu nhỏ của chúng ta nhìn thấy đầu đuôi ngay ta thấy ngươi chỉ là đến tìm chuyện mà thôi vậy thì sao người đàn ông là con trai của quan lại nam linh anh ta cho rằng do sự can thiệp của giang từ mà cha anh ta gặp họa thế nên lợi dụng lúc cô ấy ra ngoài một mình để nảy sinh ý định xấu nào ngờ giang từ không phải như những cô gái mà anh ta thường đùa giỡn yếu đuối dễ bắt nạt một đám rác rưởi thích xen vào chuyện bao đồng à hôm nay ta sẽ ném cô xuống hồ cho cá ăn theo tiếng kêu thảm thiết vang lên vệ chiêu bỗng nhiên xuất hiện từ trên trời chỉ trong vài cái vỗ tay đã khiến những tên đàn em kia bị đánh bại. Tiếp theo, một cách rất trơn tru, anh ta đã nhổ cây cành trên tay người đàn ông ra. Là chỉ huy sứ của Quang Minh Ti, họ không dám phạm tội, chỉ còn biết chạy chối chết. A Nhan, cô về trước đi, cô gái làm nghề chèo thuyền A Nhan đã cố gắng tìm hiểu chuyện của kiếm đỉnh hầu từ Giang Tử, nhưng lại rất cảnh giác với vệ chiêu, vì thế sau khi giấu chiếc dao quanh ngực, cô vội vàng rời đi. Vệ chiêu bắt đầu nghi ngờ danh tính của người kia, nhưng thấy Giang Tử tiến lại gần để cảm ơn anh, và liệt kê ba lần anh đã cứu mạng cô. nếu cô muốn cảm ơn ta, sao không theo ta làm gian tế cho ta nhỉ? ta chưa nói hết câu. huynh giết ta ba lần, chúng ta coi như hòa nhau. lý do giang từ đến bên sông là vì người đói. ban đầu kiếm đỉnh hầu đã viết cho cô một mệnh lệnh yêu cầu cô lấy năm bao lúa từ kho lương của bùi thị, nhưng họ chỉ đưa cho cô hai túi gạo rồi đuổi cô đi. vì thế với sự giúp đỡ của a nhan, cô đã vào sông hái một số loại cỏ đắng có thể ăn, nghĩ rằng trộn chúng vào cơm cũng có thể giúp ích được ít nào tốt hơn hết là nấu cháo và rau riêng biệt nhé. Tại sao vậy? Ta chỉ quen như thế, cơm là cơm, rau là rau. Nghe thấy điều này, vệ chiêu đã nhạy bé nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn chưa có nhiều manh mối nên tạm thời gác lại. Anh nhìn Giang từ bận rộn chăm sóc cho người đói, nhưng lượng lương thực này thực sự không giải quyết được vấn đề căn bản. Muốn thử cảm giác dùng ác chế ác không? Hai người nhanh chóng đồng ý, lập tức kéo đến kho lương của họ bùi, bước đi trên những điểm nhạc cực kỳ chất, và lần này, Giang Từ có sự đồng hành của vệ chiêu. Cảm giác như cáo mượn oai hùng, lại là cô à, cho ngươi một khoảng thời gian bằng một ấm trà, mang cho ta năm bao lúa và 50 cân thịt, đưa đến đền hoang phía tây thành. Thấy cô ta lại đến gây rối, người đàn ông gác kho lương lệnh cho đám đàn em xông lên, nhưng lại bị vệ chiêu dễ dàng đánh cho tơi tả chỉ trong ba lần hai lượt. Về phần người đàn ông cầm đầu thì bị dao đặt trên cổ, sợ hãi đến mức liên tục kêu la, ngươi biết anh ta là ai không? Ngay cả Diêm Vương thấy cũng phải chạy, chỉ huy sứ vệ chiêu của Quang Minh ti đấy, dám xúc phạm Bùi Thị Nam Linh, các người thật là gan lớn hàng ngày họ lấy thế mạnh bắt nạt người hiền lành sợ xấu giết họ thì thế nào anh ta không dễ nói chuyện như giang từ đâu vì vậy anh ta trực tiếp đe dọa đối phương mở kho lương nếu bùi thị nam linh có bất kỳ ý kiến gì hãy tìm anh ta bất cứ lúc nào đi ta đi giang từ thành công lấy được lương thực và trở nên vô cùng hạnh phúc nhảy nhót mua một con mèo đường tặng cho anh mà không biết rằng vệ chiêu chưa bao giờ nhận được quà nên anh chỉ chăm chăm nhìn xuống đất cho đến khi một bông hoa xuất hiện mới phản ứng lại nếu ta ăn hết mắt và mũi của nó có phải giống ngài hơn không bây giờ cô không sợ ta chút nào ta sợ ta sợ chết khiếp qua thời gian bên nhau cô nhận ra anh không giống như lời đồn ác độc nhưng lại là một người tốt rất hợp với tâm hồn cô cô không chỉ không sợ anh mà còn có thể thoải mái là chính mình trước mặt anh mặt khác kiếm đỉnh hầu biết chuyện họ làm loạn kho lương nên rất lo lắng cho giang tử không ngờ khi đến cửa lại thấy không khí giữa cô và vệ chiêu rất tinh tế vì thế anh ta bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của họ tiểu tử hôm nay ta đi xin lúa gặp chút rắc rối may mà chỉ huy vệ chiêu đã giúp đỡ kiếm đỉnh hầu liên tiếp đặt vài câu hỏi nhưng tất cả đều do vệ chiêu trả lời thay giang từ và hai người ăn ý nhau khiến giang từ phải chuyển ra khỏi phòng của anh ta để ở riêng đêm đó hai người dành tình cảm cho nhau khó che giấu niềm vui trong lòng tuy nhiên kiếm đỉnh hầu lấy ra danh sách vệ chiêu và giang từ bắt đầu kiểm điểm lại trước đó cô gái làm nghề trèo thuyền a nhan đã tìm đến giang từ để đòi công lý chồng cô chỉ vì hai tháng trước phát hiện bí mật của xưởng làm việc đã bị chết cháy trong đám lửa lớn gia đình các nghệ nhân khác cũng đều biến mất nhưng do cô thường sống kín đáo, ít người biết đến sự tồn tại của cô, nên may mắn thoát nạn. Xin hãy đưa ta gặp Hầu gia, Hầu gia có thể đại nghĩa diệt thân, chắc chắn sẽ tìm ra cách giúp Trịnh Sinh minh oan. Cô có bằng chứng không? Bằng chứng chính là chiếc nhẫn dao chồng cô tặng. Nhưng không thể dễ dàng giao cho người khác, vậy nên Giang Từ đã đưa cô đến gặp Kiếm đỉnh Hầu và trực tiếp trình bày. Hầu gia cứ điều tra, chất liệu của chiếc nhẫn dao này chắc chắn khác với những sản phẩm của các xưởng khác. Hầu gia, A Nhan không phải là người lừa dối, xin hãy giúp cô ấy. Kiếm Đình Hầu nhận ra rằng sự việc liên quan rất rộng và rất phức tạp, vì vậy để đảm bảo an toàn cho cô, đã cho cô ở lại tại Trường Phong ổ, không biết rằng nơi này đã sớm bị người khác lắp mắt. Trong khi đó, Giang Từ vì muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Kiếm Đình Hầu, đã quyết định chuẩn bị một món quà. Vì thế, cô đã tìm đến vệ chiêu để xin giúp đỡ. Ngài thích nhận quà gì? Ta à, các anh em đàn ông thường thích nhận quà gì, không biết nữa. Vệ chiêu là chỉ huy sứ của Quang Minh Ti với danh tiếng không tốt, ai cũng phải né tránh, chẳng ai dám tặng anh quà, vì vậy anh chưa từng có trải nghiệm này. Ta đã tặng ngài một con mèo đường mà, phải không? Cô đã ăn nó mất rồi. Vậy lần sau ta sẽ tặng ngài một con nữa, quan trọng là tấm lòng. Anh nghĩ rằng Giang Từ muốn chuẩn bị quà cho mình, rất háo hức, nhưng rồi cảnh tượng thay đổi, Giang Từ mang quà đến cho kiếm đỉnh hầu. Cô tự tay làm cho anh một chiếc bánh tất thắng, hy vọng mọi việc thuận lợi cho anh. Quả nhiên, kiếm đỉnh hầu rất vui mừng, nghĩ rằng tiểu từ vẫn tốt với mình nhất. Cô đã nghe chưa, đúc đạo ti bị ma ám rồi, đừng làm ta sợ, làm gì có chuyện đó nghe nói cái xưởng bị cháy đó khi tu sửa đã đào được nhiều hiện vật cũ nghe nói vậy a nhan cảm thấy khó tin đang định ra ngoài thì vệ chiêu tìm đến lần trước anh thấy cô không thích trộn thức ăn với nhau nên nghi ngờ danh tính của cô vì trong vụ án tề vương vợ của nhân chứng chính triệu ngũ từng là nô lệ thường xuyên ăn cơm nước lèo nên dù đã thoát nô vẫn còn ảnh hưởng tâm lý cộng thêm một số manh mối khác anh đoán cô là hậu duệ của triệu ngũ tuy nhiên a nhan luôn sợ hãi anh vì vậy khi thấy giang tử cô đã chạy đến. Cô đã đưa bánh cho hầu ra chưa? Ta đã đưa, anh ấy khá là thích. Thật tốt, cô sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Ta cũng đói rồi, sao không ai đưa ta bánh nhỉ? Vệ chiêu ghen tị, Giang Từ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn là kiếm đình hầu cố ý mang quà vào sân và thậm chí cố ý để vệ chiêu bắt gặp, khoe khoang trước mặt anh ta. Tiểu Từ làm bánh tất thắng, để xin một điểm lành. Bánh tất thắng, phải chúc mừng hầu ra sớm thôi, bên này giấm bay đầy trời, nhưng chỉ có thể nuốt giận. Trong khi đó, A Nhan lại lén dậy giữa đêm, đến nơi có ma của cung điện, nhưng không ngờ đây là cái bẫy do con trai của quan lại Nam Linh dựng lên. Hóa ra những sự kiện gần đây ở đây đã được mật thám truyền đến tai mẹ của Kiếm Đình Hầu, bà ta lo lắng nếu điều tra tiếp sẽ phát hiện bí mật của mình ở Nam Linh. Vì vậy bà ta ra lệnh cho quan lại Nam Linh giải quyết A Nhan, rồi tung tin đồn là đã tìm thấy di vật của thợ thủ công để dụ cô ta đến. "Ngươi không phải người, nếu không phải vì cô biết quá nhiều bí mật, thiếu gia ta còn muốn nhận cô làm vợ nhỏ. Mơ đi." cô là một phụ nữ yếu đuối rơi vào tay kẻ xấu giữa đêm khuya khả năng sóng yên biển lặng là rất thấp khi giang từ bỗng nhiên tỉnh giấc mới phát hiện bên cạnh trống trải nghĩ đến vệ chiêu đã tìm cô ban ngày cô liền đến tìm anh không ngờ vệ chiêu vẫn còn đang ghen a nhan có ở đây không ta đâu phải kiếm đình hầu cô ấy tìm ta làm gì ngược lại là giang tiểu thư tìm ta vào lúc khuya khoát này làm gì khi rơi vào tay của tên trộm hà vĩnh lâm khi thấy cô gái tốt bị tra tấn đến không còn hình hài cơn giận dữ trong cô bùng cháy kẻ mưu lại còn hà hê cho rằng nạn nhân không dám trình báo quan phủ suốt nửa đời còn lại chỉ có thể sống trong nhục nhã trở thành một gái điếm bị mọi người khinh bỉ hà vĩnh lâm dựa vào việc cha mình là quan lớn ở nam linh liền coi thường pháp luật không chỉ không coi người khác ra gì thậm chí còn khiêu khích giang tử nhưng hắn không biết rằng mình đã chọc vào một người phụ nữ điên cuồng cô không dám ta dám ta muốn xem ai sẽ bị mọi người khinh bỉ vừa dứt lời giang tử không quan tâm đến hậu quả cởi quần áo ra Thái độ liều lĩnh này khiến đối phương bắt đầu rụt rè. Sau đó hắn đẩy cô ngã xuống đất, không ngờ phía sau Giang Từ còn có vệ chiêu, người chồng cực kỳ bảo vệ vợ. Hắn lao vào và đá hắn ra ngoài, "Ngươi, một kẻ cháo trở, ngươi dám động vào ta à? Lúc này vệ chiêu đã giận tím người, chỉ muốn xé xác hắn ra, liền xích cổ hắn và nâng lên, cho đến khi Giang Từ can ngăn mới buông tay và đá vào hắn một cú khiến hắn không thể có con. "Ngươi nói đúng, ta là kẻ cháo trở, xử lý riêng tư, không ai có thể can thiệp." sau khi hà vĩnh lâm đau đớn đến mức ngất đi a nhan cũng không muốn sống nữa giang từ và vệ chiêu vội vàng khuyên cô trên đời này không ai là không khổ không ai là không gặp khó khăn thay vì tuyệt vọng hãy nghĩ cách phản công dưới sự an ủi của họ a nhan quyết định công khai mọi chuyện dân nữ lý a nhan kiện hà vĩnh lâm hiếp đáp hủy hoại danh dự ta đồng thời kiện đúc tạo tin nam linh thợ thủ công trịnh sinh và những người khác bị ám sát xin quan lại giúp dân nữ làm chủ kiếm đỉnh hầu nghe tin liền đến vệ chiêu kể lại sự việc cho anh và đề xuất một công đường nhưng quan lớn Nam Linh lại cho rằng anh ta đang dùng công việc công cộng để trả thù cá nhân, vu khống con trai mình. Chính vì trái tim dung túng bao che của ngươi mới nuôi nên một thứ, thậm chí còn không bằng xúc vật. Hà Vĩnh Lâm, ta giết, còn ngươi, ta cũng giết. Quan lớn Nam Linh này là người duy nhất trong ba thế hệ, vì vậy để bảo vệ con trai, anh ta yêu cầu kiếm đỉnh hầu chủ trì vụ án này và lợi dụng cơ hội để lộ ra mẫu ngọc bội hoa mẫu đơn của mẹ đối phương. Sau một cuộc đấu tranh nội tâm, Kiếm Đình Hầu vẫn quyết định sẽ xử lý sau một giờ nữa mặc dù giang từ lo lắng có thể có biến cố nhưng vẫn chọn tin tưởng anh ta dân chúng tin ngài ta cũng tin ngài trong khoảng thời gian một giờ đó kiếm đỉnh hầu được người đưa đến bích hà sơn trang ai ngờ lại phát hiện ra một lượng lớn vàng bạc và vũ khí trong hầm còn về quan lớn nam linh thì hóa ra là người của mẹ anh ta mọi thứ ở đây đều được chuẩn bị cho tham vọng lớn của họ những năm qua không chỉ những lưỡi kiếm sắc bén liên tục được chuyển đến trường phong vệ mà những việc tham ô của họ bùi cũng do anh ta cố ý không quản lý điều này là để khi cần thiết họ có thể trở thành bước đệm cho kiếm đỉnh hầu anh ta chỉ mong rằng mình có thể bảo vệ được con trai mình nếu con trai ta mất ta sẽ không còn gì cả ta sẽ làm ra những gì đừng trách ta khi đến công đường a nhan nói rằng ngoại trừ xưởng làm việc có ký hiệu a mà chồng cô làm việc các xưởng khác sử dụng vật liệu đúc là phế liệu và bằng chứng chính là chiếc nhẫn dao trước đó đã chỉnh cho kiếm đỉnh hầu vòng sắt này không khác gì vật liệu đúc sử dụng ở các xưởng khác vụ án trịnh sinh bị ám sát tạm thời được hoãn lại và vụ a nhan bị xúc phạm cũng không xuôi sẻ Hà Vĩnh Lâm thậm chí còn nói rằng A Nhan đã sớm được bán cho gia đình họ Hà, bản thân muốn đối xử với cô như thế nào cũng chỉ là chuyện nhà, có tội gì chứ. Ngươi đang nói linh tinh gì vậy, ta khi nào bán mình cho ngươi, làm nô lệ nhà ngươi hả? Quan lớn Nam Linh tiếp tục diễn kịch, tuyên bố rằng cha của A Nhan từng là nô lệ trong nhà họ Hà, vì đã có ân cứu mạng với ông. Ông ta đã giúp đỡ gia đình họ mua một ngôi nhà ngoài kia, lập gia đình sinh con, và A Nhan chính là nô lệ sinh ra trong nhà họ. Ngay lập tức! ông ta lấy ra bản hợp đồng bán mình do cha của A Nhan viết tay từ hơn 20 năm trước và còn muốn con trai mình cưới cô làm vợ. A Nhan thấy họ lật ngược thực tế, cùng với việc kiếm đỉnh hầu cũng đồng ý với điều này, cô sụp đổ hoàn toàn. Ta sẽ giết người. Trong lúc hỗn loạn, Giang Từ bất ngờ nhận ra đối phương muốn lợi dụng cơ hội để ám sát, liền vội vàng che chở A Nhan dưới thân mình. Đúng lúc cô sắp trở thành linh hồn dưới dao, may mắn là vệ chiêu đã lao lên và trần tay đón lấy lưỡi dao trắng, ngay sau đó anh nhìn chằm chằm một cách kiên định, bảo vệ họ phía sau mình đây có phải là công lý mà hầu ra tin tưởng không xin hầu ra kết án ai dám hóa ra a nhan trước đây đã bị người khác làm ổ uế sau một vụ kiện cô bắt đầu sốt cao giang từ vừa chăm sóc cô vừa nhẹ nhàng an ủi đến khi bận rộn xong mới đột nhiên phát hiện ra rằng vệ chưa đang bảo vệ họ ngài định ở đây suốt đêm sau một thời gian không gặp mặt giang cô nương càng dày thêm chút nào chẳng phải vì ở lâu với đại chỉ huy sao tự nhiên hiểu ra trong khi hai người cãi nhau tiếng kêu của một con mèo vang lên giang từ liền đùa giỡn rằng đó là đồng loại của đối phương cố gắng tìm niềm vui từ những cảm xúc buồn bã, chuyển sự chú ý đi chỗ khác. Mèo vào mùa đông không phải đều nghỉ ngơi sớm sao, đi ngủ sớm đi, ngài định làm gì, chuẩn bị về ngủ, yên tâm, chuyện của A Nhan ta sẽ điều tra rõ ràng, sau khi vệ chiêu rời đi. Giang Từ bỗng nhiên phát hiện máu trên cửa sổ, mới nhớ ra chuyện đối phương dùng tay không chắn đao cho mình trong đại sảnh, vội vàng mang thuốc mỡ đến, nhưng thấy vệ chiêu chỉ đơn giản dùng vài cuốn lại. Mang móng vuốt của con mèo ra đây, vệ chiêu biết cô lo lắng cho A Nhan, đã thay mặt cô lên tiếng, nhưng không thể không giải thích rõ ràng cho cô. Ngài ấy nói với cô, mục đích của Kiếm đỉnh Hầu đến Nam Linh là muốn lấy lại sự tin tưởng của hoàng đế dành cho mình. Vì vậy, vụ án vũ khí chỉ có thể kết thúc bằng tội danh tham ô. Nếu là ta thay thế ngài ấy, e rằng không làm tròn vẹn bằng ngài ấy. Nhưng ta lại nghĩ nếu như là ngài, chắc chắn ngài sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Không quan tâm đến lợi và hại, chắc chắn sẽ nuốt sống hắn. Thấy cô ấy hiểu mình như vậy, Vệ Chiêu mỉm cười hài lòng, nhưng lại thấy răng từ dùng ánh lửa biểu diễn trò chơi đối thoại của chú mèo nhỏ. Để ủng hộ màn trình diễn của cô, anh ta cũng lặng lẽ thêm củi, không ngờ Giang Từ lại có ý đồ khác. Mèo lớn ơi, mèo lớn, trả lại bạn mèo bùn nhỏ của ngài ấy, mộng tưởng hão huyền. Đúng lúc này, Thôi Đại Ca mang đến cho họ một số thảo dược và đề xuất cô có thể vào thành phố. Tìm kiếm những phụ nữ khác đã bị Hà Vĩnh Lâm áp bức để họ cùng ra mặt làm chứng chống lại hắn mới có thể thay đổi tình thế. Ý tưởng này trùng hợp với suy nghĩ của Giang Tử. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như cô nghĩ tôi thật sự không đủ sức đối phó, cô đi đi, đừng đến nữa, làm sao tôi có thể lộ mặt, đừng liên lụy tôi nữa. Phu quân tôi sắp về rồi, chuyện này, đừng nhắc lại nữa, cô đi đi, đừng đến tìm tôi nữa. Mặc dù mọi người đều nói rằng sự trong trắng của người phụ nữ không nằm dưới chiếc váy lụa, nhưng sau khi những sự kiện như vậy xảy ra, áp lực tâm lý lên người phụ nữ là lớn nhất. Rõ ràng họ mới là nạn nhân, nhưng mọi người đều coi họ như tội phạm, bởi không phải ai cũng đứng về phía họ nên mới có nhiều e ngại như vậy. Vệ Chiêu nhanh chóng đưa cô về, lúc này ướt như chuột lột, Trở về. Sau khi chăm sóc cẩn thận cho cô, anh ta nghĩ ra một phương án khác. Anh ta đoán rằng cuốn sách Zano của A Nhan có thể là giả mạo, vì khi ta nhìn thấy nó hôm đó đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, còn có mùi thơm nữa, thật giả chỉ cần kiểm tra là biết. Đối với vệ chiêu, một cựu sát thủ, lấy được cuốn sách Zano chỉ là chuyện nhỏ. Anh ta dễ dàng lẻn vào phòng làm việc của chủ sứ Nam Linh và tìm thấy cuốn sách đó sau một bức tranh, nhưng không ngờ một mũi tên lạnh bỗng nhiên bay tới. Hóa ra kiếm đỉnh hầu đã sớm ra lệnh cho người bố trí một cái bẫy chờ đợi anh ta mục đích là để kéo dài thời gian đồng thời thuyết phục giang tử và a nhan từ bỏ ngài đã trở lại tiểu từ đã gây rắc rối đủ rồi hãy theo ta về đi kể từ lần trước khi cô thấy ngài ta dung túng cho cha con hà thị cô đã lạnh lòng với ngài ấy vì vậy cô cũng không đi cùng ngài ta nhưng vì muốn giúp a nhan cô vẫn dẫn ngài ấy vào nhà chỉ để nghe phía đối diện nói rằng hà thị sẵn lòng cho a nhan một danh phận đó đã là kết quả tốt nhất nếu cô thấy điều đó không đủ ta cũng có thể xin cho cô một chỉ dụ từ hoàng đế. Đây chỉ là ý của hầu gia, không phải điều A Nhan mong muốn. Ngươi thể non hẹn biển, nhưng chẳng phải ngươi đang dùng tâm của mình để đoán định kết quả cho A Nhan sao? Hành động bốc đồng của ngươi sẽ đẩy cô ấy vào tâm điểm của sóng gió, chịu chỉ trích cho đến chết. Xem ra anh ta chẳng hề để những mạng người này trong lòng. Giang Từ liền đoán ra rằng lần này ngài ta đến chỉ để bảo vệ Bùi Thị, nếu A Nhan đi theo ngài ta thì chắc chắn sẽ chết. Ta đã nói ta sẽ không làm tổn thương cô ấy, vậy xin hầu tước hãy thả A Nhan ra. Nghĩ đến việc mình đã đối xử tốt với cô ấy như thế nào, mà cô ấy lại đi theo người khác, thậm chí luôn làm trái với mình, kiếm đỉnh hầu tức giận muốn có được cô ấy. May mắn là vệ chiêu đã kịp thời quay trở lại. Thiếu quân có lẽ không có giấy tự bán mình của Giang Cô Nương nhỉ, dù có thì nô lệ cũng là người, không ai có quyền áp bức họ. Chuyển cảnh trong thành có một nửa phụ nữ bị đàn ông hãm hại, lần này họ quyết định phản kháng, đưa người đó ra trước pháp luật. Ai ngờ đàn ông vì muốn trả thù, lại nhắm vào những người dẫn đầu họ, ta sẽ giết người, trong lần công đường xét xử vụ a nhan bị lạm dụng chủ sứ nam linh để cứu con trai mình khỏi tội lại đưa ra một tờ giấy tự bán mình của phụ thân a nhan từ hơn 20 năm trước nói rằng a nhan là nô lệ sinh ra trong nhà họ lần này giang từ cuối cùng đã tìm thấy bằng chứng để bóc trần lời nói dối đó vì dấu ấn là từ hơn 20 năm trước mực dấu cũng vậy cô đã cạo một ít mực dấu từ tờ giấy tự bán thân vào bát ngay lập tức chỉ ra rằng mùi xạ hương là thành phần của mực dấu nhưng trước một năm ký kết tờ giấy tự bán thân chính là thời điểm thiên tai khiến sản lượng xạ hương giảm vì vậy những mực dấu đó đều được làm từ đầu hải trúc. Điều này không có gì xấu, chỉ là có một điểm, một khi kết hợp với giữa trúc Diệp Thanh, sẽ thay đổi màu sắc. Tiếp theo, cô ấy lấy mực dấu mà vệ chiêu tối hôm qua đã trộm được từ phủ chủ xứ Nam Linh và lấy ra một ít cho vào một cái bát khác. Nếu tờ giấy tự bán thân này thực sự được đóng dấu từ 20 năm trước, sau khi thêm rượu trúc Diệp Thanh vào thì sẽ thay đổi màu sắc. Nếu không, điều đó sẽ chứng minh rằng tờ giấy tự bán thân này, từ mực dấu cho đến dấu ấn, từ đầu đến cuối đều là giả. Chủ sứ Nam Linh biết mình sắp bị bại lộ, vì vậy tuyên bố rằng hộp mực này không phải là loại mà phủ của ông ta sử dụng. Kết quả là thấy vệ chương đứng ra ủng hộ Giang Từ, mực dấu của quan phủ do nha Môn làm ra, mực dấu của phủ chủ sứ Nam Linh cũng có dấu hiệu riêng, làm sao có thể giả mạo được? Khi kiếm đỉnh hầu cảm thấy không ổn, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Và những gì tiếp theo diễn ra không có gì nghi ngờ. Khi Giang Từ đổ rượu trúc Diệp Thanh vào hai bát mực dấu, màu sắc của hai bát rượu không hề thay đổi, điều này đủ để chứng minh rằng mực dấu không phải là sản xuất trong năm đó một tờ giấy tự bán thân từ hơn 20 năm trước, nhưng mực dấu lại không phải của năm đó, rõ ràng tờ giấy tự bán thân này là giả. Lý Tùng không phải là gia nô nhà Hà Thị và A Nhan cũng không phải. Xin hầu ra xử lý công bằng, trả lại công đạo cho A Nhan. Trời lưới lồng lộng, tuy thưa mà không thoát, bây giờ sự thật đã rõ, kiếm đỉnh hầu ngài còn chờ đợi gì nữa. Bằng chứng trong nhà của kiếm đỉnh hầu đang nằm trong tay chủ sứ Nam Linh, vì vậy trừ khi không còn cách nào khác, ngài ta không dám dễ dàng từ bỏ đối phương, lại thấy Hà Vĩnh Lâm tức giận đến phát điên chủ động lao vào mũi đao, ta đã đồng ý cưới cô, bảo vệ danh dự của cô, tại sao cô còn gây ra nhiều rắc rối như vậy? Lâm Nhi, Lâm Nhi, cô ấy nghĩ rằng sau khi bị sỉ nhục bởi ngươi, cô ấy sẽ không thể ngẩng đầu lên được nữa, tội ác của ngươi không thể phá hủy sự trong sáng của cô ấy, người sai chính là ngươi. Giang Từ cảnh cáo anh ta, ngay cả khi chỉ có một mình cô, cô cũng sẽ chiến đấu với anh ta đến cùng, công khai tội ác của anh ta, để anh ta nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Các cô gái nghe thấy lời này và cảm thấy được truyền cảm hứng, Người đầu tiên đứng lên là nữ nô của Hà Vĩnh Lâm, A à Đảo. Hôm nay, tôi phải tự vệ công lý cho mình, dân nữ kiện Hà Vĩnh Lâm, hành hung và sỉ nhục dân nữ. Các phụ nữ dũng cảm bước ra khỏi đám đông lên công đường, cô ấy bây giờ đã suy nghĩ kỹ và không còn chịu đựng nữa, không thể để kẻ dơ bẩn kia thoát khỏi công lý và tiếp tục hại người khác. Và những lời từ tận đáy lòng của cô đã chạm đến mọi người, bên trong và ngoài màn hình, tôi cũng muốn ngẩng cao đầu, sống một cuộc đời trong sạch. Dân nữ kiện Hà Vĩnh Lâm, lúc này tiếng nói của quần chúng như sóng thần ập tới mọi người không còn sợ hãi kẻ bạo hành dũng cảm đối mặt với họ trước công đường để những bóng đêm dơ bẩn bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời không còn chỗ nào để trốn tránh xin kiếm đỉnh hầu trả lại công lý cho chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng này kiếm đỉnh hầu cũng cảm động thêm vào đó bằng chứng nhân chứng đầy đủ ngài ta không có lý do gì để tiếp tục bao che đối phương nữa vì vậy ngài ta đã đứng lên tuyên bố sẽ đưa hà trấn văn hà vĩnh lâm vào đại lao giao cho bộ hình sự xử lý tuân lệnh sau khi cha con nhà hà bị còng tay một chàng vỗ tay vang lên Hà Trấn Văn còn cầu xin kiếm đỉnh hầu cứu con trai mình, nhưng không ngờ con trai lại tự tìm đến cái chết. Ta sẽ giết ngươi. Hà Vĩnh Lâm trong cơn tức giận đã giải thoát khỏi trói buộc, không quan tâm đến hậu quả lao về phía Giang Tử. Không ngờ tránh không kịp, đúng lúc đâm vào lưỡi đao, một mạng trả về cõi vĩnh hằng. Chuyển cảnh, cô gái giả vờ đã trốn thoát, sau đó cố ý rắc bột thuốc bí ẩn vào không khí, cùng với con ngựa hoảng sợ đâm vào cây lớn. Chiếc hộp chưa kịp đóng đã rơi xuống đất, cô lập tức lấy ra bằng chứng bên trong, nhảy lên và xông vào phòng của người đàn ông sau khi giang từ giúp các cô gái bị lăng mạ đòi lại công lý tại một ngã tư vài người đàn ông mặc đen bao vây cô lại bất ngờ người đến cứu cô lại là kiếm đỉnh hầu hầu ra ngay khi kiếm đỉnh hầu quay đầu đã thấy người của mẫu thân lo lắng giang từ phát hiện liền nhanh chóng đánh cô ngất đi hầu ra thực sự muốn làm trái ý phu nhân giang từ tạm thời không thể giết nếu đỗ ma ma lại dám động vào cô đừng trách bùi diễm không nể mặt anh biết mẫu thân đồng ý lấy mạng của giang từ đổi lấy sổ sách trong tay hà trấn văn nên mới vội vàng đến cứu cô Quyết định đưa cô trở về an toàn, nhưng Giang Từ đã thất vọng về anh, không muốn đi cùng anh nữa. Ngài buông ta ra, hầu ra, ngài thực sự muốn hủy hoại tình cảm cuối cùng giữa chúng ta sao? Nghe thấy lời này, Kiếm Đỉnh Hầu đã buông lỏng sức lực trên tay và Giang Từ cũng chạy ra ngoài. Vừa lúc gặp Vệ Triều đang đến, dù cô ấy không nói gì, nhưng anh biết tâm trạng cô không tốt, liền lấy túi kẹo của mình ra nói, ăn ít kẹo đi, những chuyện không vui sẽ qua đi. Sau khi xảy ra chuyện không vui như vậy, Giang Từ dự định ngày mai sẽ đi cô không biết trong lòng vệ chiêu muốn từ bỏ đến mức nào nhưng anh vẫn chọn cách âm thầm nhường nhịn và nói với kiếm đỉnh hầu rằng ngày mai sẽ khởi hành trở về khánh khang như vậy phủ sẽ bận rộn chuẩn bị xe ngựa thuận tiện cho giang Từ tìm cơ hội điều này cũng tốt thuận lợi cho cô lợi dụng hỗn loạn để ra đi họ sẽ khởi hành vào giờ mão ngày mai giờ sửu ta sẽ chờ cô ở cổng sau phía tây tối hôm đó giang Từ tìm cơ hội lén lút rời khỏi tuy nhiên mọi việc không diễn ra suôn sẻ như cô tưởng may mắn thay đúng lúc sắp bị phát hiện một con chim bồ câu bất ngờ đã dẫn dắt nhóm tuần tra đi lạc hướng cuối cùng cô mới gặp được thôi đại ca và vội vàng đến thành ngoại ô chẳng bao lâu cô ấy sẽ trở lại những ngày tháng vô ưu vô lo đúng lúc ấy một túi vải lăn từ từ đến bên trong chính là con mèo đất mà cô luôn nghĩ về cô không hề biết rằng sự ra đi của mình cũng có công của vệ chiêu ngài ta luôn âm thầm bảo vệ cô từ phía sau con chim bồ câu đó chính là tiếng động mà vệ chiêu tạo ra để giúp cô ngài ta yêu cô nhưng không muốn ràng buộc cô bên mình chỉ mong cô ấy đạt được nguyện vọng Hy vọng lần này trở về sẽ không có sóng gió gì nữa. Có chuyện gì xảy ra không? Thôi đại ca nói với cô, vài ngày trước, Kiếm đỉnh hầu đã phát hiện một vết thương trên tay Hà Vĩnh Lâm. Vết thương này đúng khớp với vũ khí bí mật của kẻ ám sát mà họ đã luôn tìm kiếm, điều này khiến trong lòng Giang Từ báo động lớn. Cô biết rằng Kiếm đỉnh hầu đã biết danh tính của vệ chiêu, bởi vệ chiêu đã bắn Hà Vĩnh Lâm để cứu cô và chuyện này không thể giữ kín được. Cô không thể bỏ mặc, vì vậy đã từ bỏ tự do phía trước và vội vã quay trở lại vào đêm đó và sau khi kiếm đỉnh hầu đặt vũ khí bí mật của vệ chiêu vào hộp, cô đã nghĩ ra một cách để dẫn dụ đối phương đi chỗ khác. bẩm báo, không tốt rồi, giang cô nương đã mất tích, cô ấy mất tích từ khi nào? vừa rồi nô tỳ nghe thấy tiếng động bất thường từ phòng giang cô nương, vội vàng chạy đến kiểm tra nhưng không thấy ai trong phòng. đúng như dự đoán, kiếm đỉnh hầu lập tức dẫn người đi tìm cô, không biết rằng cô đã ngồi trên bức tường đợi thời cơ. ngay sau đó, cảnh tượng ban đầu đã xảy ra khi giang từ nhảy vào phòng vệ chiêu cô bị đè lên bàn và ngài ta ngồi đờ đẫn suốt một đêm ngài ta cứ nghĩ mình đang ảo giác nhưng người trước mắt lại rất thực và mê hoặc đến nỗi không thể rời mắt cho đến khi giọng nói của hộ vệ vang lên hai người mới vội vàng đứng dậy ngài đã đè chết ta rồi tại sao lại trở về ngài không thể quay lại nếu không phải vì ta ngài cũng không bị lộ giang từ rất lo lắng nhưng không ngờ rằng kiếm đỉnh hầu đã bị lừa đã dẫn người đến kịp thời vì thời gian gấp gáp vệ chưa chỉ có thể giấu cô vào tủ đừng để ngài ấy đưa tôi đi được sau khi đóng cửa tủ lại vệ triêu ra ngoài đón tiếp nhưng không ngờ cuối cùng kiếm đỉnh hầu vẫn cứ vì cớ mời rượu để xông vào phòng và bắt đầu cuộc đấu trí giữa hai người mà ẩn ý sâu xa khi thấy dấu giày trên bàn kiếm đỉnh hầu chắc chắn rằng giang tử đang ở đây trong lúc đó ngài ta nghi ngờ dưới giường vệ triêu liền dùng kiếm cắt một chút ngài ta nghi ngờ bồn tắm vệ triêu liền dùng nước nóng rót quanh nhưng khi ngài ta gõ vào tủ quần áo trái tim giang tử như muốn nhảy ra ngoài may mắn thay vệ triêu đã lấy ra bí mật của đối phương hầu gia đã giam giữ hà trấn văn ở trường phong ổ chẳng lẽ không phải vì trong tay ông ta có thứ hầu gia đang tìm kiếm sao cô gái ẩn náu trong tủ quần áo và nín thở ngây thơ nghĩ rằng như vậy có thể trốn tránh được cuộc tìm kiếm nhưng không ngờ rằng hầu gia đã xác định được vị trí của cô vì thế hầu gia đã dưới danh nghĩa tỉ thí mà đưa người bảo vệ cô đi còn thuộc hạ thì lợi dụng cơ hội ập vào tìm kiếm kết quả là trong tủ trống không còn người đàn ông chỉ ngẩn ra hai giây rồi lập tức phản ứng dù hầu gia không từ bỏ nhưng chỉ có thể tạm thời rời đi ai ngờ giang từ đã sớm trốn lên xà nhà làm sao ngài biết ta ở trên này bên ngoài ồn ào như vậy làm sao cô có thể ẩn nấp trong tủ mãi được chứ thật ra lúc đó giang từ nghe thấy tiếng kiếm đao bên ngoài liền bước ra nhìn thấy họ đang tỉ thí thấy bộ dáng kiếm đỉnh hầu gây áp lực từng bước một cô nhận ra rằng mối nguy vẫn chưa qua cô mới đổi chỗ ẩn nấp khi cô định xuống tay trượt và rơi thẳng vào lòng vệ chiêu sự tiếp xúc gần gũi bất ngờ khiến cả hai đỏ mặt và tim đập nhanh trong khi kiếm đỉnh hầu đã mất lý trí trong việc bắt giữ giang từ đã ra lệnh người bố trí lưới trời lồng lộng quanh phòng của vệ chiêu, không rời mắt. "Đóng giam thôi đại ca, người xin tha cho Giang Tử." Không ngờ mình lại tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau từ sáng tới tối. Giang Tử không chỉ mặc quần áo của vệ chiêu, mà mọi cử chỉ của cô đều khiến vệ chiêu không yên lòng. Ngài ta chỉ có thể dùng khăn che mặt cô lại. Và Giang Tử đã tặng cho đối phương con mèo nhỏ bằng đất mà cô đã làm trước đó, nhưng nó lại bị chê. Cặp đôi này thật là may mắn, một con thì tàn tật, một con thì xấu không dám nhìn, khi đứng cạnh nhau quả thật là phá hỏng hình tượng ngài muốn thì lấy không muốn thì thôi cứ thế hai người bắt đầu sống cuộc sống nhỏ của riêng mình cũng rất hạnh phúc nhưng giang từ vẫn rất sốt ruột muốn ra ngoài bởi vì thời gian cô hẹn với sư phụ đã đến ta thật sự rất nhớ sư phụ sư phụ không thấy ta chắc chắn sư phụ cũng sẽ lo lắng cho ta trước đây lúc nào cũng nghĩ muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài nhưng bây giờ giang từ lại cảm thấy con đường về nhà thật xa những người muốn gặp cũng không phải lúc nào cũng có thể gặp được vậy ngài nói xem sau này chúng ta có thể không gặp lại nhau không? Vệ chiêu nghe thấy điều này cũng rất buồn, vì vậy khi phát hiện cô thật sự đã ngủ, anh đã cẩn thận đắp chăn cho cô. Hai người cùng ăn cùng ngủ như vậy, cho đến ngày thứ ba có sự chuyển biến. Sáng hôm đó, Giang Từ nhớ sư phụ mà mất ngủ, tỉnh dậy phát hiện vệ chiêu đang mơ một giấc mơ xấu. Cô đã nhẹ nhàng an ủi rất lâu, tình trạng của ngài ta mới bớt căng thẳng. Tên mèo giấu mặt này, e rằng là mèo hoang không có nhà để về. Khi trời sáng, Vệ Chiêu bị đánh thức bởi chân Giang Từ và phát hiện ra cô ấy thực sự đang ngủ bên cạnh mình. Đang lo lắng không biết phải làm sao, Vệ Chiêu nghe thấy lời thì thầm của Giang Từ, "Sư phụ, người ấm quá, tiểu tử rất nhớ người." Vệ Chiêu đưa tay ra định đẩy cô ra, nhưng rồi lại nghe theo tiếng gọi của trái tim, để cô ôm mình như vậy. Dù cảm thấy căng thẳng, anh lại ngủ một giấc rất ngon, cho đến khi thị vệ xông vào, ngài ta mới hoảng hốt nhảy dậy khỏi Giang Từ, lúng túng không biết phải làm sao. "Trời sáng rồi à, ta sẽ đưa cô đến đảo Dụ Châu, thật đấy." có thể rời đi là nhờ vào kế hoạch thoát thân mà vệ chiêu nghĩ ra để thoát khỏi kiếm đỉnh hầu ngài ta đã trước tiên viết một bức thư gửi đến hoàng đế sau đó lại dàn dựng một màn bẫy chuồn chuồn chim sẻ đứng sau chiếm đoạt được nửa sổ sách mà kiếm đỉnh hầu đã cướp được kết quả là kiếm đỉnh hầu nhận được sổ sách của lưu du trong khi sổ sách của mẫu thân ngài ta lại rơi vào tay vệ chiêu kiếm đỉnh hầu sẽ giúp ta trao sổ sách của lưu du cho hoàng đế bởi vì trong bức thư ngài ta gửi không chỉ rõ tên tuổi chỉ ra ai là người thông đồng với thợ đúc vì vậy sau khi nhận được tin tức hoàng đế chắc chắn sẽ nghi ngờ dòng họ bùi nước nam ninh sâu thật đấy hoàng đế lập tức ra lệnh cho quân cấm vệ bao vây biệt thự của kiếm đình hầu để bảo vệ dòng họ bùi kiếm đình hầu đành phải ngày đêm gấp rút trở về thành khang nộp sổ sách của lưu du để quân chấn viễn của lưu du gánh tội thay cho dòng họ bùi tuy nhiên thị vệ thông qua túi vải cung cấp cùng với những thông tin biết được đã tìm ra rằng sư phụ của giang từ có khả năng là yến thị điều này có nghĩa là sư phụ của giang từ có thể là người gián tiếp gây ra cái chết của phụ thân cô hành trình đến đảo Dụ châu vẫn không thay đổi nhưng mọi người của chúng ta nói trước hãy đưa cô ấy đi xem sau đó mới tính tiếp ngài ấy trong lòng vẫn giữ lấy một tia hy vọng cuối cùng rằng đây chỉ là một hiểu lầm còn Giang Từ vẫn đang đắm chìm trong niềm vui hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta đến đảo Dụ Châu ta sẽ giới thiệu sư phụ của ta cho ngài biết hãy cẩn thận thu dọn tránh kéo theo kẻ phục kích bên ngoài ta nghe theo ngài trước đó Giang Từ đầy háo hức đến đảo Dụ Châu ai ngờ đã chờ đợi vài ngày liền mà vẫn không thấy người liên lạc xuất hiện trong khi đó vệ chiêu phải vội vã trở về nguyệt lạc để chủ trì tình hình liền quyết định mang theo một món đồ từ đó dẫn ra sư phụ của cô vì vậy ngài ta tìm người trước giả làm người liên lạc tôi được một người bạn già nhờ phải đưa một con mèo nhỏ đi gặp cô ấy bà xem có phải cái này không giang từ rất thông minh trước tiên lấy ra con mèo đất giả để thử không ngờ vệ chiêu đã dặn dò kỹ đối phương liên tục chối bỏ nói rằng mình đã nhận nhầm người cô ấy vội vàng lấy ra con mèo nhỏ bằng đất thật để đối phương nhận dạng hai người này cuối cùng đã đưa ra mật hiệu đúng cô là tiểu tử à? Đúng, ta đây, bà ơi, sư phụ của ta bây giờ ở đâu vậy? Sư phụ của cô đợi cô lâu không thấy đến, đoán chừng cô có thể đã đi nguyệt lạc tìm cháu bất khổ, nên đã đi nguyệt lạc tìm cô rồi, đã đi nguyệt lạc rồi. Nghĩ đến việc mình đã đến trễ một bước, Giang Từ cảm thấy rất thất vọng, cô lấy bát của vệ chiêu uống một ngụm nước để tự động viên mình và ngay lập tức quyết định đi nguyệt lạc tìm sư phụ. Trong khi đó, vệ chiêu cảm thấy rất có lỗi, nhưng lại thấy đối phương một lần nữa đưa con mèo đất giả cho anh, cô chắc chứ, Vậy thì ngài không cần lấy nữa. Vệ Chiêu rất lưu luyến nắm lấy con mèo nhỏ bằng đất, không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Điều mà Giang Từ không biết là, không lâu trước đó, sư phụ đã chờ cô ở đây trong một thời gian dài, nhưng đã có hai phe người không ngừng điều tra tin tức của cô, khiến cô cảnh giác cao độ. Ta sợ nếu ta tiếp tục ở lại, sẽ kéo Tiểu Từ ra, danh tính của bà không thể bị lộ, bà nên đi trước, tránh gió một thời gian. Hai phe người này thực chất là Vệ Chiêu và Kiếm đỉnh Hầu và Vệ Chiêu đã điều tra ra sư phụ của giang từ có thể chính là người đã gây ra cái chết của vương gia và vu oan cho phụ thân cô vì vậy nhân cớ được hoàng đế sai phái anh đưa giang từ đi nguyệt lạc cùng nhau đêm đó trong khi giang từ đang ngủ say ngài ta đã đổi chỗ hai con mèo đất và đã nhét con mèo giả đã nghiền nát trước vào túi của cô ai ngờ cảnh này lại vừa lúc bị giang từ nhìn thấy cô hỏi ngài đang làm gì vậy ngài ta rất hoảng loạn bên trong lúng túng quay đầu lại không biết nên giải thích thế nào tim cũng như treo lên cổ họng nhưng không ngờ giang từ lại với tay vào bao tải trong lúc ngài ta đang im lặng chờ đợi sự thật và cơn giận dữ sau khi bị phát hiện thì thấy giang từ lấy ra chỉ là một lọ thuốc hóa ra giang từ nghĩ rằng ngài ta bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ gần nhà dẫn đến mất ngủ đây là nước ép cỏ dã quỳ của quê hương ta có hiệu quả kỳ diệu có thể chỉ lối cho kẻ lữ hành trở về nhà vệ chiêu ngơ ngác lắng nghe những lời an ủi của giang từ không dám tưởng tượng nếu biết được sự thật cô sẽ thất vọng với mình như thế nào tuy nhiên vì lý tưởng lớn lao ngài ta phải tìm ra sư phụ của giang từ để làm rõ sự thật vì vậy ngày hôm sau ngài ta đã kìm nén sự tự trách ra lệnh cho người hành động theo kế hoạch đầu tiên là có người va vào túi sách của giang từ sau đó xe đã đè nát con mèo đất trong túi khi giang từ thấy một mảnh vỡ trái tim cô cũng như vỡ nát giờ sư phụ cô đã đến nguyệt lạc rồi không có con mèo đất này cô cũng có thể nhận ra bà ấy chứ đây không chỉ là vật chứng mà còn là món quà sinh nhật lần thứ sáu mà sư phụ tặng ta giang từ cảm thấy rất tự trách vệ chiêu cũng hối hận vô cùng về những gì mình đã làm may mắn thay Giang Từ có khả năng tự chữa lành mạnh, là một cô gái lạc quan đã bắt đầu nghĩ đến việc làm lại con mèo đất với sư phụ, bởi vì người dân Nguyệt Lạc bị áp bức nặng nề suốt năm. Họ không thích sự ngạc nhiên, vì vậy Vệ Chiêu đã đề nghị Giang Từ thay một bộ quần áo khác. Tuy nhiên, khi lại bước lên con đường trở về nhà, ngài ta lại đầy lòng u sầu. Nếu không phải vì Lưu Du đã cài cắm gián điệp trong thành, miêu đồ chiếm lấy vị trí chủ thành, ngài ta cũng không phải trở về đây chạm cảnh lòng đau. Ai ngờ vừa qua cầu đã bị một mũi tên độc bất ngờ tấn công. A Lạc tưởng là kẻ ngoài xâm nhập, đợi nhìn rõ mới biết đó là ân nhân của mình, nhưng khi biết Giang Từ là người đại lương, cậu ta cảm thấy rất ghê tởm và liền chạy ra ngoài, không ngờ lại vừa lúc gặp quân trấn viễn, từ đó bị đánh đập dã man. Giang Từ biết rằng vệ chiêu và họ không tiện ra mặt, liền nghĩ ra cách đầu tiên, và còn chém một nhát vào tay của binh sĩ, nhanh chóng đưa quân y đi rửa vết thương, không thì độc tố sẽ tấn công vào tim. Phải vội rửa sạch, nhanh chóng đưa người đi rửa. Sau khi điều trị cho A Lạc xong, Giang Từ mới nói những dịch đó chỉ là trông có vẻ đáng sợ mà thôi, nhưng thật ra là thảo mộc. Cô gái chỉ mua một phần đặc sản địa phương, nhưng lạ thay, đi đến đâu cũng có người cười cô. Khi hỏi mới biết, thì ra đó là món ăn chỉ dành cho nữ nhân mang thai mới thèm ăn. Vậy thì sau này khi ta mang thai, ta cũng phải ăn, thật là không biết xấu hổ. Món dưa chuột muối này thật kích thích vị giác, khi ta có thai, ta sẽ mua cho con ta năm lớn giỏ. Trong lúc Giang Từ cố ý chơi chọc Bình Thúc, Ngọc Liên bất ngờ thấy một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần và hỏi cô có muốn làm phu nhân của ta không. Ngọc Liên từ chối, Giang Từ vì nghĩ rằng người đàn ông này thích Ngọc Liên từ lâu mới cầu hôn, nhưng hóa ra họ hoàn toàn không quen biết. Điều này là một truyền thống của Nguyệt Lạc, ý nói rằng không biết ngày mai hay bất ngờ nào sẽ đến trước, vì vậy phải nhanh chóng hoàn thành những gì mình nghĩ, đừng để lại tiếc nuối. Mọi người nhanh chóng đến nơi trú ẩn trên núi, nhưng điều Giang Từ không ngờ tới là Bình Thúc đã sắp xếp phòng tốt cho người khác, nhưng lại cho cô ở trong một cái chuồng củi. Ta không ngủ phòng, Ta muốn ngủ cùng Ngọc Liên. Lý do Giang Từ muốn ngủ cùng Ngọc Liên trong một phòng không chỉ vì muốn ngủ cùng cô ấy, mà còn vì muốn gửi chứng cho mẫu thân của Ngọc Liên. Hóa ra trên đường đến, vì muốn để lại dấu hiệu cho sư phụ, Giang Từ đã đi sau cùng. Và cô bất ngờ phát hiện Ngọc Liên đang nhìn theo một bóng lưng còng, đau buồn khóc lóc. Vì vậy cô đã tiến lên giúp đỡ và điều tra tin tức, cuối cùng mới biết người kia là mẫu thân của Ngọc Liên, nhưng bà luôn nghĩ rằng con gái mình đã chết. Cô gái này càng nhìn càng giống Ngọc Liên nhà tôi vậy bà cứ coi ta như là ngọc liên đi mẫu thân ạ à. nhưng bà không hề biết rằng con gái mình đã được vệ chiêu cứu sống lúc này ngọc liên đang ăn trứng gà sốt trong lòng cũng chỉ nghĩ đến mẫu thân nhưng cô biết mình còn nhiệm vụ chưa hoàn thành không thể để cho hy vọng của mẫu thân vỡ vụn các người không sợ chết sao nếu người mang trên mình oan khuất cô sẽ thấy trên đời này có những điều quan trọng hơn cả sinh tử nhưng khi mạng sống đã mất lấy lại danh dự làm gì thà chết không bằng sống khổ tiểu nha đầu cứ mỗi lần nói chuyện là vô tâm vô phế nếu chàng trai ấy thật như cô nghĩ, anh ta sẽ sống vui vẻ hơn nhiều. Giang Từ nhận thấy Vệ Chiêu kể từ khi trở về quê hương đã có nhiều thay đổi lạ thường, nên cố tìm hiểu thông tin từ Ngọc Liên nhưng cuối cùng không có kết quả. Tuy nhiên, cảm giác của cô là đúng, Vệ Chiêu thực sự đang cố kìm nén nỗi buồn trong lòng. Năm anh ta 8 tuổi, từng có một gia đình hạnh phúc viên mãn, nhưng không ngờ phụ thân mình chết oan, trở thành tội nhân của Nguyệt Lạc, mẫu thân anh cũng bị người ta giết ngay trước mặt mình. Ngài ta và tỷ tỷ phải dựa vào nhau mà chạy trốn, nhưng ai ngờ Sợi dây có mỏng mới đứt. Họ lại bị cưỡng chế tách ra và được chuyển đến hai nơi khác nhau. Tỷ tỷ bị đào tạo thành một vũ nữ để dâng hiến cho hoàng đế. Ngài ta sau đó bị ném vào đấu trường nô lệ, trở thành công cụ cho vui chơi của quý tộc và kẻ thù của quốc gia. Vậy chiêu, sau nhiều năm tách biệt, lần đầu tiên nghe lại giọng nói của tỷ tỷ, anh đã rất hoang mang. Chỉ đến khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương mới vỡ òa trong hạnh phúc. Tuy nhiên, số phận chưa từng tha thứ cho họ. Không lâu sau đó, tỷ tỷ anh qua đời vì biến chứng khi sinh. Bây giờ trở lại quê hương nhưng mảnh đất dưới chân này chỉ còn mình anh lẻ loi nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra kẻ gián điệp trong cuộc thi tuyển chọn chủ thành để phòng ngừa a lạc và giang từ gặp nguy hiểm nên để a lạc ở nhà và học một giờ ngũ cầm hí với giang từ làm sao ngài biết ta biết chơi ngũ cầm hí cô chơi tốt như vậy không tìm người kế thừa thật là phí nhưng giang từ bị bỏ lại ở nhà thì thấy thời gian trôi qua như năm tháng vì thế lợi dụng lúc ngọc liên không chú ý đã lén lút rời khỏi nhà vô tình va phải a lạc khi ngọc liên phát hiện ra thì hai người đã biến mất không thấy tăm hơi hai thằng nhóc này chỉ cần không nhìn một cái là chúng chạy mất ngọc liên chỉ biết tăng tốc độ để bắt hai người về nhưng không biết rằng hai người đã mang theo giỏ che chạy trốn mất khi họ đến cuộc thi vừa lúc thấy vệ triều lấy ra chiếc châm bạch ngọc khi tiêu lão thành chủ bị oan không một ai tin vào sự trong sạch của ông thậm chí còn thông đồng với quân trấn viễn nhằm tiêu diệt gia tộc tiêu chỉ vì muốn lấy chiếc châm bạch ngọc để trở thành chủ thành ngài ta cố ý nói vòng vo hạ thấp nhóm của họ nhóm không có chiếc châm bạch ngọc coi như họ chẳng có gì cả, mục đích là để dụ ra kẻ gián điệp. Mặt khác, mẫu thân của kiếm đỉnh hầu luôn ép buộc con trai mình phải lên làm hoàng đế và bây giờ lại bắt ngài ta thành thân với nhị tiểu thư nhà đồng, điều mà anh ta cực kỳ chống đối. Ngài ta càng nhớ răng từ nhiều hơn. Lần trước cô gái đó không đến cùng với hầu ra sao, cô ấy tạm thời đi xa, chưa về nhà. Ta đợi cô ấy về, chúng tôi sẽ cùng nhau đến ăn. Trên đường trở về, ngài ta tình cờ gặp nhị tiểu thư nhà đồng, đối phương sẵn sàng cho phụ thân mình giúp đỡ ngài. Chỉ cầu sau khi thành thân, ngài không can thiệp vào cuộc sống của mình, tự sống cuộc đời của mình. Vệ chiêu tìm đến một ngôi nhà hoang, nơi mẫu thẫn ngài ta đã bị người ta giết chết nhiều năm trước. Ngày nay trở về với bộ tộc, liều mạng một lần nữa, ai ngờ lại thấy họ vung quốc, đập phá ngôi nhà của vệ chiêu một lần nữa. Vệ chiêu không thể chịu đựng nữa và định bước tới, nhưng giang từ lo lắng đã ngăn ngài ta lại. Sao lại đập phá lên nữa, người đó đã chết rồi, còn gây rối ở đây làm gì, mau tản ra, nghe thấy chưa, tản đi, tản đi. Sau khi con trai của hồng trưởng lão dẫn họ đi, vệ chiêu mới bước vào ngôi nhà lâu ngày không gặp nơi đây từng có phụ mẫu và tỷ tỷ họ là một gia đình hạnh phúc nhất bây giờ hình ảnh thân mật của phụ mẫu vẫn sống động trong trí nhớ cảnh mình và tỷ tỷ vui đùa cũng như đang hiện ra trước mắt nhưng dấu vết của cuộc sống tại đây sắp bị phá hủy hoàn toàn và lúc này giang từ người cảm nhận được nỗi đau này đang cố gắng sửa chữa căn phòng nhưng lại thấy vệ chiêu đang đứng nhìn hai cột trụ một cách đau lòng cột bên trái là của tỷ tỷ cột bên phải là của ta trước đây mỗi dịp sinh nhật phụ mẫu luôn đo chiều cao cho chúng ta, mỗi lần ta đều nói với tỷ tỷ rằng, năm sau, ta nhất định sẽ cao hơn cậu. Vậy lần này để ta đo cho tỷ nhé. Vệ chiêu chưa kịp phản ứng, đã bị giang từ đẩy vào cột, cô liền nhặt một mảnh sứ vỡ trên đất và cố gắng đứng lên ngón chân để tiếp cận mình. Cho đến khi dùng tay đo được vị trí chiều cao của vệ chiêu, giang từ đã dùng sức khắc một dấu hiệu lên cột. Hành động này đã làm vệ chiêu cảm động sâu sắc. Tối hôm đó, vệ chiêu lấy ra chiếc châm bạch ngọc của phụ thân và nhìn đi nhìn lại, trong đầu toàn cảnh phụ thân dạy mình tập võ. Tại sao con lại tập võ? Con muốn mạnh mẽ và dũng cảm như phụ thân, trở thành người hùng được mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, kết cục của các anh hùng thường rất bi thảm. Phụ thân không chỉ chết oan mà còn bị người dân nguyệt lạc mà ông bảo vệ từng bỏ rơi. Những khoảnh khắc gia đình quê quần bên nhau, chia sẻ những bữa cháo bất khổ ngào cũng không còn nữa. Giờ đây, quê hương không thể trở lại, tổ ấm ở xứ người không thể tan biến, phía sau vệ chiêu đã không còn đường lùi. Cảnh chuyển sang vệ chiêu đang đọc sách, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của một con mèo nhỏ, ngài ta biết đó là giọng của giang tử bèn cười một cái người này sao lại không có chút ăn ý nào hết vậy kẻ mèo đêm nào đây làm rồi giấc mộng người ta mà không gõ cửa mèo mà gõ cửa thì thành ra thế nào sau khi giang tử nhảy vào phòng cô liền lấy một tấm vải che mắt vệ chiêu và dắt tay ngài ta ra sân để xem món quà bất ngờ mà cô đã chuẩn bị cho ngài dù vệ chiêu không biết đó là gì nhưng cũng rất tin tưởng giang tử nên đã ngoan ngoãn để cô rất đến dưới gốc cây điều khiến vệ chiêu không ngờ tới là chiếc xích đu đã cố kỹ từ lâu lại hiện ra trước mắt chữ này là ngài khác đấy hả cái xích đu này là cô sửa đấy hả ngài khóc rồi hả không không có để ta xem nào không ta không tin để ta xem giang từ đẩy vệ chiêu lên xích đu từ từ đẩy ngài ta cô muốn làm dịu đi vết thương của vệ chiêu và sẽ luôn ủng hộ ngài ấy ôi mèo mặt dày ngài muốn làm gì thì cứ làm đi với sự khích lệ của giang từ tâm trạng vệ chiêu đã được thư giãn đáng kể và ngài ta cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn trong công việc trong khi đó giang từ thấy trời lạnh rồi mà vẫn chưa tìm thấy sư phụ liền ra phố tìm người và nhờ người đưa thư giúp mình gửi thư về làng giang để xem không ngờ là thư lại được chuyển đến tay vệ chiêu vệ chiêu quyết định đưa cô đi ăn món cháo bất khổ mà cô đã mong nhớ nhưng lần lượt tìm vài nhà mà không có cái thành phố lớn thế này sao lại không có cháo bất khổ được nhỉ dù rất khó hiểu nhưng ngài ta không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức quyết định đưa giang từ đến minh nguyệt cốc để tìm nguyên liệu chính của món cháo bất khổ là hoa linh cữu trong khi vệ chiêu đang chờ đợi biểu hiện hào hứng của giang từ cô lại quay lại với vẻ mặt hoảng loạn có chuyện gì vậy ta à, ta đau bụng, chúng ta về trước đi. Khi Giang Từ không còn đau bụng, Vệ Chiêu lại đưa cô đi tìm hoa linh cữu, nhưng cô dường như không mấy hứng thú với loài hoa này. Vệ Chiêu bỗng nhiên nảy sinh sự nghi ngờ, đến Minh Nguyệt Cốc để kiểm tra và kinh hoàng phát hiện nơi đây đã trở thành một đống đổ nát. Hóa ra, vì Nguyên Lạc nằm giữa hai quốc gia Lương và Ý, đã bị kẻ giữa hai bên trong nhiều năm. Thêm vào đó, việc tàn sát của Lưu Du thường xuyên đã biến Minh Nguyệt Cốc thành một nghĩa địa hỗn loạn, không thể nuôi dưỡng được hoa linh cữu nữa và trên đời này cũng sẽ không còn món cháo bất khổ để uống nữa vệ chiêu trở về với trái tim đầy buồn bã như lại thấy giang từ đang đợi giữa đám đông trong những ngày tiếp theo vệ chiêu phải đi bắt gián điệp vì vậy đã đưa con dao găm của mình cho giang từ để cô tự vệ đây chính là con dao từng làm tổn thương cô thật không ngờ một ngày nào đó thứ đã làm tổn thương ta lại có thể bảo vệ ta thế sự thay đổi lòng người dễ dàng biến đổi sau đó vệ chiêu đã để chiếc châm bạch ngọc vào bọc của giang từ và đã dặn bình thúc không được làm khó dễ giang từ nữa giang từ giả vờ đồng ý đi cùng kiếm đỉnh hầu rồi cố tình làm lộn xộn các vật trên bàn để lại dấu hiệu. Khi cô lấy đồ đạc chuẩn bị xếp vào túi, bất ngờ phát hiện chiếc châm bạch ngọc của vệ chiêu mình lại ở đây. Nhận ra nguy hiểm từ phía đối phương, cô nghĩ ra một ý tưởng và nấu cháo trắng cho kiếm đỉnh hầu, trong khi lo lắng chờ đợi cơ hội. Tiểu tử có thực sự muốn ta ăn bát cháo này không? Đợi ta ngất đi và có thể rời khỏi ta một lần nữa không? Tại sao lại lặp đi lặp lại làm ta thất vọng? Bỏ ta ra, hóa ra trước đây vệ chiêu muốn bắt một gián điệp ẩn náu trong nguyệt lạc, đã bàn với một người đàn ông bí ẩn giống hệt hồng trưởng lão và đã sắp xếp một kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang sau khi lộ ra mình có châm bạch ngọc ngài ta giả vờ không đánh lại và bị bắt lên ta chết cũng không đưa cho các người cứng đầu không thấu kiêu ngạo cố chấp ngươi còn tồi tệ hơn cả phụ thân ngươi để tránh bình trưởng lão ra tay quá nặng tay thật sự làm tổn thương vệ chiêu hồng trưởng lão ngăn cản đối phương vào một cái tát làm vệ chiêu ngất đi trong khi đó giang từ đang leo núi để giúp vệ chiêu trồng hoa linh cữu cô ấy đoán rằng có thể hạt giống sẽ bị gió thổi đến đỉnh cô tinh nhưng nơi đây núi non hiểm trở cô hoàn toàn không thể trèo lên được nhưng không ngờ trên đường trở về lại nghe tin vệ chiêu bị bắt người đó đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên bị bắt chẳng phải đáng ngờ sao không tốt là người của trưởng lão vậy chúng ta hãy vội vàng quay lại trước chúng ta đi cùng nhau quá nguy hiểm cô và a lạc hãy về nhà trước đợi tin ta cẩn thận đấy đi thôi người đàn ông đó là con trai của hồng trưởng lão tên là hồng kiệt anh ta luôn nhớ lại những gì đã thấy vài ngày trước ba người có vẻ nghi vấn đó anh ta đang lo lắng rằng họ sẽ phá hoại lễ chọn lựa chủ thành vào ngày mai, nhưng bỗng nhiên thấy bóng dáng của Ngọc Liên và đã đuổi theo. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng đối phương lại là một cô gái đẹp ngất ngây, khiến anh trong chốc lát đã bị mê hoặc. Ngươi là đồng bọn của hắn, ai là đồng bọn với hắn chứ? Ngươi nói cho ta biết vị trí của người phụ nữ đó và đứa trẻ, ta đảm bảo sẽ không làm hại các người. Ngọc Liên giả vờ như sắp nói cho anh ta biết, rồi đẩy anh ta ra và nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng không ngờ rằng cảnh này lại vừa lúc bị kiếm đình hầu người đến tìm Giang Tử chứng kiến. Ngài ta nhận ra Ngọc Liên chính là vũ nữ đã ám sát sứ giả và đoán rằng Giang Tử cũng ở cùng cô ta. Sau khi theo dõi, cuối cùng ngài ta cũng thấy Giang Tử. Tại sao tiểu tử lại ra đi mà không nói một lời? Ngài ấy luôn muốn giữ cô ở bên mình, làm sao cô ấy có thể nói cho ngài ấy biết, huống hồ là bắt cô ấy bây giờ đi cùng ngài ấy. Ta không còn là người của hầu phủ nữa, vậy ngươi là ai? Tiêu Vô Hà, ta không biết Tiêu Vô Hà. Ngọc Liên lập tức rút kiếm giao tranh, nhưng Ngọc Liên không phải là đối thủ của đối phương và nhanh chóng thua cuộc vì an toàn của bằng hữu giang từ đành phải chấp nhận thỏa hiệp ta đi cùng ngài ta chỉ cần giang từ giang từ đi thôi thấy bằng hữu rời đi giang từ mới chút dịu lòng kiếm đỉnh hầu cũng chú ý đến vết thương trên tay cô sao lại bị thương thế này không sao cả dù trong lòng tiểu từ, từ có tức giận đến mấy cũng tốt đừng vì tức giận mà làm hại bản thân ngài ta bảo cô trở về phòng thay quần áo và chăm sóc vết thương đồng thời sai người chuẩn bị bánh ngọt và hy vọng giang từ có thể quay trở lại lúc cô làm bánh định thắng như khi họ ở bên hồ sen nhà bùi phủ thật thà chân thành với nhau. Nhưng không ngờ rằng Giang Từ từng cho rằng ngài ta là người tốt nhất, cũng đã từng ngưỡng mộ ngài ta. Nhưng người được ngưỡng mộ lại lợi dụng cô lần này qua lần khác và thấy rằng người được mọi người khen ngợi chỉ là giả vờ, Giang Từ đã hoàn toàn thất vọng về kiếm đỉnh hầu. Từ khi ta đến Khánh Khang, ta đã bị người khác lợi dụng, ta chọn quên đi, sẽ quên hết những chuyện không vui. Kiếm đỉnh hầu đoán ra Giang Từ đã yêu tiêu vô hà, vì vậy dùng mạng sống của hắn làm mối đe dọa, nói nếu cô không đi cùng mình thì ngài ta sẽ đến lễ chọn lựa chủ thành bắt tiêu vô hà về ta chỉ mong ngươi có thể theo ta về, ta đi hay ở, tất cả tùy ngươi. Để không để lộ thân phận của Tư Vô Hà là vệ chiêu, Giang Từ chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của đối phương. Vì vậy, cô nói trời đã tối cô cần thu dọn hành lý, vì thế ngày mai mới đi cùng ngài ấy. Hầu ra đang ở đây, ta còn có thể chạy đi đâu được. Giang Từ là một người yêu thích tự do, độc lập và tự chủ. Vì vậy, đối diện với sự chăm sóc kín kẽ của kiếm đình hầu, cùng với việc bị giam trong căn nhà đó, mọi chuyện đều bị người khác kiểm soát, đối với cô đó là xiềng xích, là nhà lao, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Kiếm đình hầu cũng biết rằng cô không phải là người tình nguyện, nhưng ngài ta vẫn muốn có được cô. Đêm đó, Giang Từ thổi sáo bài Nguyệt Lạc suốt đêm, bởi đây là bài hát mà Vệ Chiêu từng dạy cô. Giang Từ nhìn Vệ Chiêu bị đưa lên sân khấu công khai nhận án phạt, lo lắng nhìn sang hai người bên cạnh. Nếu chuyện thân phận kép của Vệ Chiêu bị lộ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh ấy không phải là Tiêu Vô Hà, tiểu tử, Lê trưởng lão, sao ngươi nói quay mặt là quay mặt thế? Ngươi hứa với ta sẽ chứng minh cho gia tộc Tiêu, trả lại công bằng cho phu quân ta. Đây là cách ông trả lại công bằng cho ngài ấy sao? Tìm một người giả mạo ngài ấy, rồi muốn giết ngài ấy, ta còn không nhận ra ngài ấy nữa. Phu quân ngươi là ai? Phu quân ta là Tiêu Vô Hà. Ngay sau khi Giang Từ bị kiếm đỉnh hầu tìm thấy, cô không nỡ để Ngọc Liên và những người khác bị mình làm liên lụy, đành phải thỏa hiệp. Nhưng không ngờ Ngọc Liên bị thương vừa bước ra đường đã gặp Hồng Kiệt, người đang bắt cô. Kết quả vừa giao chiến đã bị mất ổn định khí huyết và ngất đi, khi tỉnh dậy đã ở trong nhà của đối phương. Hôm đó các người ẩn nấp trong đám đông, chính là để phối hợp từ trong ra ngoài phá hoại đại lễ. Đại lễ có nhiều người như vậy, sao lại nói là ẩn nấp được? Vậy tại sao thấy ta là chạy? Ngươi nhìn có giống người tốt không? Tại sao ta lại không giống người tốt? Ngọc Liên muốn đứng dậy, nhưng vì vết thương quá nặng, lại ngã xuống một cách nặng nề. Thấy vậy, Hồng Kiệt có chút không nỡ, muốn gọi đại phu đến giúp, nhưng lại bị làm lạnh mặt, cảm thấy không vui nên đã dẫn A Lạc đi. Cùng lúc đó, bốn vị trưởng lão để bắt vệ chiêu thừa nhận mình chính là Tư Vô Hà và hơn nữa để ép ngài ta giao ra châm bạch ngọc đã cố ý đưa ngài ta đến nhà cũ của họ tiêu và đổ đầy máu lên đồ vật của người phụ thân đã khuất nhằm tấn công vào tâm lý anh vệ chiêu tức giận đến nghiến răng nhưng vì muốn dụ rắn điệp ra anh vẫn nhẫn nhịn ngày mai ai có thể tại lễ chọn lựa trước mặt bách tính dập đầu ba cái trước linh hồn của lão thành chủ tiêu để minh oan cho gia đình ta sẽ xem xét xem có nên giao châm bạch ngọc cho ai mọi chuẩn bị đã sẵn sàng vệ chiêu chỉ đợi rắn điệp lộ diện nhưng không ngờ không tính trước được chuyện bên giang từ sẽ có biến vừa quay về hồng kiệt đã dẫn a lạc tới nhận người vệ chiêu là người cứu mạng a lạc làm sao a lạc có thể phản bội ngài ấy ngươi thật sự dám nhờ một đứa trẻ để bảo vệ mình ngươi có biết xấu hổ không còn ngươi dám dùng một đứa trẻ để đe dọa ta ngươi cũng có biết xấu hổ không đây là phương pháp của ngươi lấy mạnh hiếp yếu bắt nạt kẻ yếu hồng kiệt vừa muốn biện hộ cho mình bỗng phụ thân anh ta nghe tiếng vội vã đến nơi hồng kiệt vội vàng nói ra chuyện a lạc là đồng bọn của vệ chiêu nhưng không ngờ đã bị mắng một trận vì điều này bắt nạt một đứa trẻ nhỏ hơn mình đây là điều ta dạy con à cút đi xin lỗi sau khi nhận ra lỗi lầm của mình hồng kiệt đã rời đi trong xấu hổ sau đó hồng trường lão hỏi a lạc xem đã xảy ra chuyện gì con trai ông bắt đại tỷ tỷ ta người lương bắt nhị tỷ ta các người cũng xấu xa như người lương người lương đã bắt nhị tỷ ngươi đi đâu rồi đi đâu rồi nhưng a lạc cũng không biết đã bắt đi đâu thực ra hồng kiệt là một ứng cử viên rất tốt cho chức thành chủ Hắn ta vì muốn bảo vệ tộc nhân trong tương lai mà luôn hy vọng phụ thân mình sẽ thành công. Vì vậy liên tục thúc giục phụ thân mình phải cố gắng hơn nữa. Đặc biệt là tối nay ba vị trưởng lão chắc chắn sẽ tìm vệ chiêu để đàm phán điều kiện. Nhưng phụ thân hắn vẫn còn ở đây sửa chữa bức tường thành. Phụ thân chỉ cần phụ thân cố gắng, kết quả không quan trọng. Đi đi đi, ở đâu mát mẻ thì ở đó. Hồng Kiệt không rời đi mà cùng mọi người sửa chữa tường thành, không hề biết rằng chuyện Trâm Bạch Ngọc là phụ thân mình và vệ chiêu đã thỏa thuận từ trước. Ngày hôm sau, Hồng Kiệt đã chủ động đến mời ngọc liên và a lạc cùng đi xem đại lễ về phía giang tử cô đang bị kiếm đỉnh hầu tức giận kéo đi rời khỏi nguyệt lạc kết quả trên đường lại bất ngờ gặp tướng quân trương do lưu du phái đến để giám sát đại lễ hiện tại trâm bạch ngọc đang ở trên người giang tử nếu vệ chiêu không thể lấy ra chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra vì vậy giang tử bất chợt nghĩ ra một kế hoạch hầu gia và ta đang ở cùng nhau để đón tướng quân trương đi xem đại lễ tuy nhiên điều giang tử không ngờ tới là vệ chiêu lại không đeo mặt nạ điều này có thể khiến tướng quân trương bên cạnh nghi ngờ danh tính khác của anh sau đêm đó Vệ Chiêu cũng đã tìm ra rằng Lê Trưởng lão chính là gián điệp mà Lưu Du cài cắm tại Nguyệt Lạc, liền lấy ra giấy bảo đảm của đối phương, đây là thành chủ do các người tự chọn, một gián điệp móc nối với người lương. Tướng quân Trương vội vàng ra hiệu cho Lê Trưởng lão và ra lệnh cho người ta bao vây xung quanh. Lê Trưởng lão khăng khăng Vệ Chiêu chính là con trai của Tiêu Hải Thiên, đến đây tìm mọi người báo thủ. Bằng chứng là anh ta từng công khai cầm châm bạch ngọc của Tiêu Hải Thiên, một chiếc châm giả, ngươi tin vào điều này sao? Nhảm nhí. Hãy giết hắn đi. Làm sao vệ chỉ huy sở có liên quan tới Tiêu Vô Hà? nhận ra vệ chiêu sắp lộ danh tính giang từ liền lao lên và khâu chút do dự rút ra chiếc châm bạch ngọc tuyên bố mình là phu nhân của tiêu vô hà còn vệ chiêu là làm theo chỉ thị của tiêu vô hà chuyển cảnh vệ chiêu rõ ràng nghe thấy có kẻ trộm lẻn vào bên ngoài tường nhưng lại ra hiệu cho mọi người không cần để ý kẻ trộm thấy họ không phát hiện liền nảy ra ý định mới và định sẽ bí mật đầu độc vào thức ăn nhưng không ngờ lại bị ngọc liên bắt gọn chạy ào tới kéo hắn xuống và nhét cả túi thuốc vào miệng hắn trong này lượng thuốc chẳng đủ mà làm sao có thể toàn là bột mì ngươi để người ta lừa à đợi ngày khác ta sẽ làm cho ngươi một cái đảm bảo người ta ăn xong chân mềm nhũn thật hay giả đấy thật đấy hóa ra trước đó vệ chiêu cuối cùng cũng cứu được gián điệp tại nguyệt lạc chính là lê trưởng lão nào ngờ đối phương lại quay ngoắt lại nói rằng ngài ta chính là tiêu vô hà cố gắng lợi dụng lòng thù hận của quần chúng đối với gia đình tiêu để chuyển hướng sự chú ý nhưng không ngờ giang từ đột nhiên xông vào cầm châm bạch ngọc đây là của phu quân ta tiêu vô hà tặng vậy anh ta là ai ta làm sao biết được toàn là nói dối ngươi đã hứa với ta giúp phu quân ta minh oan ngươi còn tìm một sĩ quan lớn của quân lương để bảo vệ ta tại sao bây giờ lại lừa dối ta ngươi im đi cái gì mà sĩ quan quân lương anh ta đang ở đó mọi người theo hướng chỉ tay của cô nhận ra tướng quân trương của lương nhận ra đã lộ mặt lê trưởng lão vội vã chạy trốn nhưng bị lưỡi dao của vệ chiêu phóng ra thành công ngăn chặn ngay sau đó bình trưởng lão một chiêu đã làm kẻ phản bội kia tắt thở còn về phần tướng quân trương của lương ngươi đã thảm sát dân làng nguyệt lạc cũng bị hai vị trưởng lão xử lý tại chỗ trả tiểu từ lại cho tôi đừng mơ kiếm đỉnh hầu đã dốc hết sức để đưa giang từ trở về trong khi vệ chiêu vừa phải ngăn cản ngài ta vừa phải đối phó với binh sĩ lương một lúc mất tập trung ngay khi kiếm đỉnh hầu vung tay một cái giang từ đã không quan tâm gì cả chắn ngay trước mặt vệ chiêu thấy vậy liền vội vàng ôm giang từ và đẩy kiếm đỉnh hầu ra ngoài tiểu tử ta không cố ý sự chăm sóc của hầu ra dành cho giang tử giang tử rất biết ơn và sẽ nhớ mãi ân đức của hầu ra suốt đời nhưng nhà bùi không phải là nơi ta thuộc về mời hầu ra về cho kiếm đỉnh hầu muốn tiếp tục tranh đấu nhưng bị thuộc hạ mạnh mẽ kéo đi. May mắn là Giang Từ không gặp trở ngại lớn, nhưng vệ chiêu đã chú ý thấy tay cô bỗng nhiều vết thương, sau khi hỏi mới biết. Giang Từ bị thương khi leo núi hái hạt giống hoa linh cữu, biết nguy hiểm mà vẫn đến, vậy ngài biết sẽ bị thương mà vẫn đến à? Họ đều là những người vì những người họ quan tâm mà không ngại nguy hiểm. Nhưng khi Thúc Bình thấy họ quấn quýt bên nhau, lại cảm thấy không phù hợp, vì thế đã tiến lên phá vỡ không khí mập mờ. Nhưng lại thấy Hồng Trưởng Lão với đôi mắt đẫm lệ tìm đến, ngài đã vất vả rồi, không sao, năm đó, ta không cứu nhầm người, ta thay mặt Nguyệt Lạc cảm ơn ngài. Hóa ra sau khi nhà vệ chiêu gặp sự cố, chính là Hồng trưởng lão đã phát hiện ra hai người họ, cắt góc áo của họ, sau đó dẫn đoàn truy bắt đi ra. Những năm này giữa họ chỉ có thư từ qua lại, nhưng chỉ cần một bức thư cầu cứu, vệ chiêu đã từ nghìn dặm xa xôi vội vã trở về và tự mình liều lĩnh. Hồng trưởng lão rất an ủi và biết ơn. Mặc dù vệ chiêu miệng nói chỉ để báo đáp, nhưng vệ chiêu luôn mang trong lòng chuyện của người dân Nguyệt Lạc. Dù ra trưởng lão trong hội trưởng lão luôn đối nghịch với vệ chiêu ngài ta cũng đã sắp xếp cho người đó và con trai mà mình đã cứu gặp lại nhau, trâm bạch ngọc này, xin hãy nhận lấy, vô hà, ngài đang làm gì thế? Dù trâm bạch ngọc là di vật duy nhất phụ thân để lại, nhưng Hồng Trường lão, với tâm chỉ hướng về Nguyệt Lạc, xứng đáng sở hữu nó. Nhưng cuối cùng, Hồng Trường lão chỉ nói sẽ giữ dùng tạm thời và khi biết ngài ta phải rời đi, đã mời ngài ở lại cùng mình qua lễ. Lễ tế tổ không phải là ngày để tế lễ và cúng bái tổ tiên sao? Sao ở Nguyệt Lạc lại như đón Tết vậy, rộn ràng như mừng năm mới. Người Nguyệt Lạc bản tính là quan dù nhớ nhung người đã khuất, cũng không muốn khóc lóc sầu thảm. Dần dần, lễ tế tổ trở thành ngày để đoàn viên với bạn bè và người thân. Vệ chiêu đã nói với Giang Từ rằng, đây là mong muốn của mọi người để tổ tiên thấy rằng cuộc sống của họ vẫn tốt đẹp, để họ có thể yên lòng. Kết quả là thấy Hồng Trưởng Lão đã đào ra chai rượu mơ dành cho lễ thành thân của con trai trong tương lai và vội vàng mang tới. Vua Hà ạ, bao nhiêu năm rồi ngày không được uống rượu ngon của quê nhà, tối nay chúng ta không say không về nha, ha 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 nào. Hồng Trưởng Lão thực sự mang lại cảm giác thân thích cho vệ chiêu, nhưng sự quan tâm đặc biệt của ông dành cho ngài ta khiến con trai ông ghen tị. Ngài lẽ ra phải đoàn tụ mà không ở cùng mình không nói, còn dành rượu của mình cho người khác, thấy phụ thân mình thiên vị như vậy, lòng Hồng Kiệt rất bất mãn. Đó mới là lý do hắn nghĩ đến chuyện cho thêm gia vị vào bữa ăn của họ, nhưng không ngờ lại xảy ra cảnh tượng đầu tiên, bị bắt quả tang. Cô gái tốt như cô, sao lại không nghĩ kỹ mà gả cho ngài ta? Đó là kế sách tạm thời, ngươi có hiểu không? Ngươi có phải ngốc không? Không, họ hai người ăn ý như phu thê già, ta làm sao phân biệt được?